chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn ừ tinh thạch hổ phách anh cần dùng, cái hơi thở nham thạch tạm giữ đã, nếu không xài cũng có thể đem đi bán lấy tiền hay đổi trang bị. Diệp Tu nói, ồ, hôm nay còn khá sớm, có thể ngủ sớm chút, còn chưa tới 6 giờ. Diệp Tu ngậm điếu thuốc đứng lên uốn lưng nói, đó là em, anh còn phải ngồi tới 7 giờ á. Đường nhu gõ gõ mặt bàn, ý, quên mất, Diệp Tu vội ngồi trở lại, thật là tự nhiên như ruồi, coi mình như tới chơi game, quên mất chuyện thật ra là do trực ca thuận tiện chơi ké em lên trước, ừ, đường nhu nói chuyện xong, bưng ly trà lên lầu, đến trước cửa phòng, nhìn thấy cửa chỉ khép hờ, bên trong hắt ra ánh sáng mờ mờ. Quả quả thức sớm vậy, đường nhu ngạc nhiên đẩy cửa, kết quả nhìn thấy tivi vẫn còn mở, chưa tới 6 giờ sáng, không biết đang chiếu chương trình nào, khiến cho trong phòng chấp sáng chấp tối. Lại nhìn thấy trần quả con người ngủ trên sofa, cuộn tròn như rất lạnh. Đường nhu gượng cười, đến vỗ vỗ trần quả, quả quả, vào phòng ngủ đi, ừ ừ trời sáng rồi sao, Trần Quả nghe tiếng đường nhu, bật dậy giáo giác nhìn xung quanh, trong phòng ngoài ánh sáng của tivi vẫn tối đen như mực. Trần Quả mơ hồ nhìn đồng hồ, chưa tới 6 giờ mà. À, hôm nay ao game sớm hơn bình thường, nguyên do thì dài dòng, đường nhu đột nhiên không biết giải thích thế nào. Hôm nay em xong sớm vậy, ăn sáng chưa, Trần Quả hỏi, chưa, ăn gì rồi hãy ngủ, để chị xem trong tủ lạnh có gì không. Trần Quả bò dậy từ sofa, buồn trong tiệm nét không có bếp riêng, Bình thường cũng không nấu nướng gì, nhưng đồ ăn uống linh tinh chữ tủ lạnh lại khá nhiều. "Không cần, chị đi ngủ đi." Đường Nhu nói, "Ừm, nhưng chị đói." Trần Quả nói, tiếp tục mò tủ lạnh tìm đồ ăn. Trần Quả tiện tay lấy mấy món, sữa, bánh mì lát, mứt trái cây, Đường Nhu cũng tới giúp đỡ. Làm xong hai lát bánh mì phết mứt trái cây, mỗi người một lát, Trần Quả vừa gặm vừa hỏi, "Tối chơi thế nào?" "À, rất náo nhiệt." Đường Nhu vừa ăn vừa kể lại cho Trần Quả nghe. Trần quả chỉ im lặng, thỉnh thoảng cười, kinh ngạc rồi thán phục. Mau lên cấp đi, chị ở thần chi lĩnh vực chờ mấy đứa. Giờ ngủ đây, Trần quả nghe xong ăn xong, trực tiếp về phòng. Đường nhu chợt giật mình, cô đột nhiên nghĩ, Trần quả trước kia từng kéo cô chơi vinh quang chung, nhưng cô một hai không đồng ý, hai người cũng không xung đột gì nhau. Trần quả vẫn tìm cô cùng xem thi đấu, nói chuyện về vinh quang với cô. Nhưng mỗi tối, cô xem tivi trong phòng hay làm chuyện gì, Trần Quả vẫn dành nhiều thời gian ở cùng cô. Nhưng hiện tại, bao nhiêu đêm Trần Quả một mình cô độc ngủ trên sofa, lạnh đến không chịu nổi, sau đó tắt tivi tự mò về phòng mình. Trần Quả chơi game, chưa từng bỏ quên Đường Nhu, nhưng bản thân cô lại, chương 231, cầu viện. Đường Nhu đi nghỉ trước, bên đây Diệp Tu ngoại trừ chơi game thì chẳng có chuyện gì làm. Vừa sớm 6 giờ, căn bản không có ai kêu phục vụ, hơn phân nửa đều gục mặt xuống ôm bàn. Diệp Tu dạo quanh một vòng, sau đó trở lại quầy tìm mấy cái hướng dẫn và video về khe núi nhất tuyến xem một chút. Thoáng cái 7 giờ, người thay ca đã đến, giao ca, ăn sáng, đi ngủ, cứ vậy qua một ngày. Diệp tu ngoại trừ ao game hơi sớm, sinh hoạt khác vẫn y như cũ, thậm chí tâm trạng còn phơi phới hơn bình thường. Mới giết boss đã rất trúng đồ mình cần, là ai cũng sẽ vui vẻ mấy ngày liền. Nhưng với 7 công hội lớn khu 10, hơn một tiếng đồng hồ lúc trời vừa dạng sáng trôi qua cực kỳ căng thẳng chuyện tiếp đấy phải làm gì bị mọi người đem ra tranh luận vô cùng quyết liệt tranh chấp không ngừng cuối cùng mọi người thống nhất dùng phương pháp đơn giản mà dễ dàng nhất thủ ở lối vào khe núi đúng vậy vẫn là thủ ở cửa vào khe núi nhưng lần này sẽ không dùng cả trăm người chặn cửa như trước mà dùng phương án giống như canh cửa phó bản để một hai người dòm chừng đến khi đám quân mạc tiếu ra ngoài là có thể theo dõi được đây là cách bất đắc dĩ muốn giữ không một khe hở thật sự là không đủ nhân lực cuối cùng bảy công hội lớn thay phiên nhau mỗi giờ đổi người một lần bảy nhà xoay vòng ai phát hiện quân mạc tiếu lập tức báo tin mặc dù có người lén bảo làm vậy cũng y như việc dựa vào người chơi công hội ở khắp bản đồ theo dõi quân mạc tiếu chẳng khác hồi đầu là bao nhưng cuối cùng cũng không ai nói gì vì trừ việc này ra họ chẳng còn biết làm gì hơn nữa mà không làm gì thì càng bực chết người thà làm chút việc cách nào cũng được ít nhất còn có tác dụng xoa dịu tâm hồn vẫn có cảm giác may quá, tất cả vẫn nằm trong kiểm soát. Trời sáng, bảy công hội lớn giải tán, đều lo cao ngủ bù. Nhưng có một số người, đêm này thức trắng, đến sáng cũng trần trọc thao thức, ví dụ như, tưởng du. Ngủ thế đéo nào được, đêm này đau khổ như vậy, giữa mùa đông mà trong lòng tưởng du bứt rứt như chưa hè đổ lửa. Quân mạc tiếu, mối hận của tưởng du với hắn hiện càng thêm sâu đậm. Nhưng là một cao thủ, ánh mắt cần có vẫn có. Dù quân mạc tiếu thích chơi thủ đoạn, nhưng không thể phủ nhận hắn thực sự có bản lĩnh bọn họ là cao thủ đứng đầu trong game vẫn bị người ta đè đầu đã chứng thực điều này cho dù hắn là tán nhân vác thêm một vũ khí cổ quái vừa xứng tán nhân nhưng tưởng tượng ngược lại nếu mình cũng có nhân vật vũ khí như vậy có thể một mình áp chế bao nhiêu anh em đáp án rõ ràng là không thể người này rất khó chơi tưởng du lăn lộn trên giường cuối cùng chỉ rút ra kết luận như vậy giấc ngủ mơ mơ màng màng trong mơ đều là boss bước tới tay rồi còn bị người cướp đi, tưởng du gào rú gọi hội đi báo thù. Trong cảnh như mê cung quanh co chợt không thấy ai nữa, đột nhiên một người lao ra từ trên vách núi, gương mặt mơ hồ, nhưng cả người toát ra cảm giác trùm cuối sau màn, trên đầu gắn ai đi thật to, quân mạc tiếu. Phát, tưởng du hét lớn, tỉnh dậy, trời sáng trưng, ánh mặt trời chiếu xuyên qua khung cửa như kim châm lên mặt. Phút sau tưởng du chợt cảm thấy may mắn, may mà là mơ, nhiều boss bị cướp đi mất chỉ là mơ thôi. Ngước mắt nhìn đồng hồ, sắp đến 12 giờ trưa, Tưởng Du ngủ chưa tới 4 tiếng, cả giấc cũng bất an không tròn. Chuyện tối hôm trước và giấc mơ ban nãy xoay xoay trong đầu, tưởng Du rốt cuộc không ngủ được nữa. Ngồi dậy mặc quần áo, rửa mặt, thu dọn gấp tốc, sau đó vọt khỏi phòng. Câu lạc bộ bá đồ, căng tin, Tưởng Du cũng xem như thành viên chính thức của câu lạc bộ, chỗ này tất nhiên được chào đón. Nhưng gã ít khi ăn trưa ở đây, chơi game là công việc của Tưởng Du, thời gian tương đối tự do mà độc quyền của làm việc tự do chính là thời gian biểu hỗn loạn chuyện ăn cơm đúng buổi này vốn tưởng du không quen làm lúc này đang là giờ ăn trưa tuyển thủ chuyên nghiệp thuộc chiến đội của câu lạc bộ đều đang ăn cơm mọi người đều quen biết tưởng du cũng biết thói quen của gã tưởng du xuất hiện làm nhiều người bất ngờ cả đội trưởng hàn văn thanh cũng ngạc nhiên gật đầu chào gã tưởng du chào lại mọi người sau đó chọn đại một phần cơm bưng đến ngồi đối diện một chỗ chỉ có một người trong căng tin trên bàn người này có hai món một mặn một chay, thêm một chén canh nhỏ, canh ước chừng 4 phần 5 chén. Tay trái cầm chén cơm, tay phải cầm đũa gắp đồ. Mỗi đũa cơ hồ đều y chang nhau, cơm bắt đầu ăn từ nửa chén bên trái, chưa ăn hết sạch, tuyệt đối không ăn sang nửa phải dù chỉ một hạt. Đây là đội phó Trương Tân Kiệt của chiến đội bá đồ, là một người nghiêm cẩn, tỉ mỉ, cẩn thận, từ ăn cơm, đến quần áo, đến trò chơi, tất cả mọi mặt đều như vậy. Nhìn thấy Tưởng Du ngồi đối diện, Trương Tân Kiệt dương mắt nhìn gật đầu nhẹ, xem như chào hỏi. Đội phó, em có chuyện cần bàn với anh. Tưởng Du nói, tìm Trương Tân Kiệt nói chuyện của quân Mạc Tiếu là ý định từ lâu của gã. Hôm gặp lúc huấn luyện, tưởng Du có chân chạy mất, nhưng qua một đêm quần quật, tưởng Du rốt cuộc chịu hết nổi. Gã cảm thấy cần tìm người có bản lĩnh đến thu phục tên đê tiện quân Mạc Tiếu này. Ăn xong nói, Trương Tân Kiệt nói, được, tưởng Du đáp, tăng tốc độ, đồ ăn vị gì cũng không biết. Mà đội viên bá đầu nhìn vị trí ngồi của tưởng Du cũng hiểu là có việc đa số mọi người thích vừa ăn cơm vừa kéo mấy bạn bè tám chuyện nhưng ai trong bá đồ cũng biết đội phó trương tân kiệt lúc dùng bữa tuyệt đối không nói chuyện với ai nên lâu dần không ai ngồi chung với đội phó nữa tưởng du bình thường cũng là người nhiều chuyện chung với đám tuyển thủ kết quả bây giờ ngồi bàn của trương tân kiệt làm mọi người đều bất ngờ nhưng nghĩ như vậy mọi người đều tự hiểu riêng với nhau không chạy sang hóng chuyện tự ai nấy ăn sau đó rời căng tin đi nghỉ trưa không ai có hành động khác kể cả đội trưởng hàn văn thanh Tưởng Du ngược lại nhìn qua Hàn Văn Thanh mấy lần, phát hiện đội trưởng đại nhân hình như không để ý mình, thở phào nhẹ nhõm. Chuyện nghẹn ngào tối qua, dù trên lý thuyết là không liên quan gì chiến đội, nhưng công hội trong game với chiến đội trong liên minh xem như là cùng tiến cùng lui. Chiến đội trên sân đấu gặp không may, công hội trong game sẽ bị lũ khác nhạo báng, ngược lại, công hội gây chuyện mất mặt, thể diện chiến đội và câu lạc bộ cũng bị kéo theo. Chuyện đau khổ đêm qua nếu bị Hàn Văn Thanh biết, tưởng du cảm thấy mình nhất định sẽ bị mắng chết trên bàn ăn trong căng tin người ăn xong lục tục rời đi nhưng đội phó trương tân kiệt vẫn từ tốn thong thả ăn cơm gắp món rất tiêu chuẩn mấy ngụm cơm gắp một đũa thức ăn cả gắp món nào tưởng du nhìn cũng suy ra được quy luật nhìn tiến độ này cơm và thức ăn có thể vừa lúc ăn hết tưởng du gấp gáp ăn xong từ lâu đành phải ngồi yên mà đợi trương tân kiệt quả nhiên ăn hết cơm và thức ăn cùng lúc tưởng du cho rằng đã xong đang muốn mở miệng lại nhìn thấy Trương Tân Kiệt quay sang chén canh 4 phần 5, từng muỗng từng muỗng, lẳng lặng uống. Đến khi hắn buông muỗng, cầm giấy ăn căng tin lau miệng, tưởng du vẫn không dám lên tiếng. Tưởng du nhìn hộp tăm trên bàn, nghĩ có phải cũng xỉa sạch răng luôn mới coi như ăn xong hay không. Không ngờ lúc này Trương Tân Kiệt buông giấy nhìn sang, tìm tôi có chuyện gì. Là chuyện trong game, tưởng du vội vàng nói. Thế nào, vì vậy tưởng du kể lại từ đầu, luôn cả chuyện lần trước muốn tìm Hàn Văn Thanh nói nhưng đến phòng huấn luyện bị hù cho té chạy. Sau có vài ngày ngắn ngủi mà chuyện dài thêm không ít. Nỗi khổ của Lam Khê Các, nỗi khổ của bọn họ cũng nhân dịp giới thiệu luôn thể. Thực ra nhiều đây của tưởng du vẫn chưa đầy đủ, ba công hội lớn mạnh nhất game hiện tại ở khu 10 đều cùng khổ như nhau. Lam Khê Các với mưu đồ bá đạo tưởng du nắm đôi chút, nhưng còn trung thảo đường. Cả kho hàng công hội xém chút bị quân mạc tiếu dọn sạch. Cả dàn chiến đội nhảy dù sang, kéo vào đấu trường bị người ta cho ngậm hành như ma mới. Nếu tưởng Du biết, dù bị Hàn Văn Thanh chửi nát cũng phải nói từ sớm. Có thể đem đội quán quân vi thảo củ hành như vậy, quân mạc tiếu thật ra là ai? Trương Tân Kiệt chỉ im lặng nghe tưởng Du tự thuật, tán nhân, vũ khí biến hình, một người áp chế bốn người. Khi nói tới ba chi tiết này, Trương Tân Kiệt khẽ động đậy, tất nhiên đây là những chi tiết được đặc biệt chú ý. Ngoài ra chuyện cướp boss tưởng Du đau đớn nhất Trương Tân Kiệt không mấy coi trọng, ngược lại hỏi nhiều về chiến thuật tưởng du nhìn ra khi quân mạc diệt đoàn bọn họ lần đầu tiên. Kết quả tưởng du không chú ý nhiều, nên không trả lời được bao nhiêu. Trương phó đội quả nhiên rất quan tâm chiến thuật, trong lòng tưởng du lặng lẽ nghĩ, trong giới vinh quang chuyên nghiệp có bốn bậc thầy chiến thuật, không phải, hiện tại thì có lẽ chỉ còn ba người. Trương Tân Kiệt là một trong số đó, còn hai người khác là đội trưởng chiến đội Lam Vũ Dụ Văn Châu và đội trưởng chiến đội Lôi Đình Tiêu thì Khâm. Bá đồ, Lam Vũ đều là đội mạnh toàn diệt, mà chiến đội Lôi Đình không phải đội đứng top, nhưng nhờ vào chiến thuật ôm bom chết chùm của đội trưởng Tiêu Thì Khâm, thỉnh thoảng liều mạng đến đội mạnh cũng không dám khinh thường. Người còn lại không tính, chính là Diệp Thu đã giải nghệ. Quân Mạc Tiếu cậu nói có vẻ không đơn giản, cậu có tài khoản không, tôi đi với cậu." Sau cùng Trương Tân Kiệt nói. "A a, à, có có." Tưởng Du vội nói, "Buổi chiều tôi sang." Trương Tân Kiệt nói, "Chiều, anh không huấn luyện sao? Tôi sẽ xin nghỉ." Trương Tân Kiệt nói chương 232, chỗ đứng chuẩn xác. Đối với quyết định của Trương Tân Kiệt, tưởng du không dám nghi ngờ chút nào. Đừng nói là đội phó, bất kỳ vị tuyển thủ chuyên nghiệp nào gã cũng phải cẩn thận hầu hạ, bởi họ đều là đại gia của câu lạc bộ. Nói lời tạm biệt rồi rời khỏi căng tin, tưởng du quay lại phòng làm việc của công hội trong câu lạc bộ, lập tức hỏi dạ độ hàn đàm có thể nhanh chóng tìm một tài khoản mục sư cấp 33 không. Lúc được Trương Tân Kiệt hỏi, tưởng du đáp có ngay tấp lực, nhưng thực tế thì tài khoản dự bị ở khu 10 đều do hội trưởng dạ độ Hàn Đàm cầm, dạ độ Hàn Đàm lại không cùng thành phố với câu lạc bộ bá đồ, không giống như người của Vi Thảo lấy tài khoản từ tay xa tiền tử thuận tiện đến vậy. Ngay cả thích vô giúp vui của tưởng du và tài khoản của nhà quyền pháp kia cũng vất vả lắm mới lấy được. Tài khoản mục sư, tài khoản của dạ vị ương được không? Dạ vị ương ở chung thành phố với bá đồ, có điều dạ độ hàn đàm chỉ thuận miệng hỏi thôi, gã đoán chắc không được kỹ thuật của giả vị ương thuộc hàng top trong mưu đồ bá đạo. Có hẳn tài khoản mục sư mạnh nhất công hội mà vơ tạch mất hai lần. Cho dù có thêm mục sư thì trình độ cũng chỉ ngang ngang giả vị ương, vậy giả vị ương cứ trực tiếp hỗ trợ là được, không cần phải giao tài khoản cho người có cùng trình độ. Được, gọi thằng đó buổi chiều lại đây. Không ngờ tưởng du đồng ý ngay, khiến giả độ hàn đàm có chút kinh ngạc, lập tức hiếu kỳ mà hỏi han là ai muốn dùng. Gã nghĩ mãi không ra ai có thể thay thế giả vị ương. Trương phó đội, đối với giả độ Hàn Đàm, tưởng Du cũng không giấu giếm gì. À, giả độ Hàn Đàm tại điện thoại lập tức kêu lên một tiếng, đội phó Trương tự mình ra trận. Ừ, anh đi tìm anh ấy, anh ấy bảo muốn đến xem thử, chúng mau rục giả vị ương đem thẻ tài khoản tới đây đi. Được 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 được, giả độ Hàn Đàm vội vã gật đầu, gã không ngờ rằng Trương Tân Kiệt tự mình ra trận, thế này thì giả vị ương không thể ý kiến ý cỏ. Trình độ của giả vị ương có cao tới đâu, cũng không thể so với tuyển thủ chuyên nghiệp. Giả độ hàn đàm vừa cúp điện thoại đã lập tức liên hệ với giả vị ương, giả vị ương nghe xong không những không có ý kiến, mà còn vô cùng kích động. Gã là thành viên chủ chốt trong công hội bá đồ, nghề lại là mục sư, địa vị của Trương Tân Kiệt trong lòng gã còn cần phải nói ư. Được người ta mượn tài khoản đó, tự hào quá đi. 2 giờ chiều, vốn là thời gian luyện tập của câu lạc bộ, Trương Tân Kiệt đúng giờ xuất hiện trong phòng làm việc công hội. Tưởng Du mang đồng bọn đến ngóng trông từ lâu, kết quả trương tân kiệt vừa bước vào đã gây sốc cho cả lũ trương tân kiệt bảo tới xem thử thế mà sách theo cả bàn phím và chuột tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng có bàn phím và chuột riêng những thiết bị khác có thể gây ảnh hưởng tới thao tác của họ trong thi đấu chuyên nghiệp luôn yêu cầu trình độ cao những việc như vậy không thể bỏ qua được thế nhưng hiện tại chỉ tới khu mới chơi đùa đại cao thủ như trương tân kiệt lại còn trịnh trọng mang cả phím và chuột riêng thái độ nghiêm túc cẩn thận này đám tưởng du rốt cuộc được lĩnh hội rồi tâm tình vẫn còn kích động dạ vị ương đưa thẻ tài khoản của mình cho thần tượng tưởng du đã sớm tháo chuột và phím của chiếc máy tính chuẩn bị cho trương tân kiệt gắn xong bàn phím và chuột trương tân kiệt ngồi xuống tưởng du cùng nhà quyền pháp ngồi vào hai máy tính trái phải của trương tân kiệt ba người nhanh chóng đăng nhập trò chơi dạ vị ương không có tài khoản không vào game được nhưng gã chỉ mong mình khỏi phải vào để gã có thể gần bên mà thưởng thức thao tác của trương tân kiệt những người trong phòng làm việc không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào chạy ào tới vây xem ban đầu tưởng du lo lắng trương tân kiệt sẽ không vui nhưng nhìn vẻ mặt không sao cả của hắn gã không nói gì thêm vào trò chơi mở khung bạn tốt nhìn thử tưởng du lập tức tiếc núi ca thán ầy quân mạc tiếu còn chưa online gã từng thêm bạn tốt với quân mạc tiếu tại rừng rậm băng sương trước đây à cậu bảo hôm qua hắn lo cao ở khe núi nhất tuyến đúng không trương tân kiệt hỏi đúng vậy khe núi nhất tuyến chỉ có một lối ra vào tới đó chờ Trương Tân Kiệt dứt lời cũng thao tác giả vị ương đi về phía khe núi nhất tuyến. Không cần đâu, chúng ta có người ở đấy, nếu quân Mạc Tiếu xuất hiện, chắc chắn sẽ nhận được tin ngay. Tưởng Du vội nói, không sao, Trương Tân Kiệt nói, hắn vẫn để giả vị ương chạy tới khe núi nhất tuyến, nhân vật vừa đến nơi đã nhìn bao quát cả khe núi, không làm gì cả, chỉ lẳng lặng chờ người. Quân Mạc Tiếu hiện chưa âu nồ, Tưởng Du nhắc, ý là nếu đợi bây giờ thì hơi sớm. Vừa nói xong câu này, phía thích vô giúp vui của tưởng du chợt truyền đến tiếng nhắc nhở bạn tốt online. Gấp rút quay đầu lại nhìn, người lên chính là quân mạc tiếu. Tới rồi, tưởng du vội nói, ừ, trương tân kiệt bình tĩnh đáp lại, đeo tai nghe lên. Tưởng du cùng nhà quyền pháp không dám chậm trễ, nhau nhau đeo tai nghe, hoàn toàn tiến vào trạng thái chơi game. Tưởng du đã sớm nhanh chóng liên lạc với đồng bọn, hiện tại ngay cả đội phó trương cũng ngồi chờ bên cạnh, cao thủ của công hội chỉ có thể coi là đám lâu la mà thôi nắm được tin quân Mạc Tiếu lên mạng không chỉ mình nhóm tưởng du. Các công hội khác cũng nhận được tin, dạ độ hàn đã sớm liên lạc với những tên hội trưởng như Trần Dạ Huy và Cô Ẩm. Còn tin bên họ có đội phó Trương Tân Kiệt, dạ độ hàn đàm chắc chắn sẽ không bép xếp ra. Mấy tên đồng minh tạm thời này chính là đối thủ lâu dài cả đấy. Lần chờ đợi này diễn ra rất lâu, một tiếng thoáng chốc trôi qua. Tưởng du thấy người canh giữ khe núi đã thay ca, mà giả vị ương của Trương Tân Kiệt lại không hề nhúc nhích. Bản thân người thật cũng đang ngồi thẳng lưng trước máy tính, không hề di chuyển, không hề nói chuyện. Tưởng du có chút bứt sức, lại chẳng biết nên nói gì. Hay mình kể chuyện cười, nhưng nhìn vẻ mặt vô cảm của Trương Tân Kiệt, tưởng du liền dẹp luôn. Lên lén báo tin kêu gọi dạ độ hàn đàm đi một vòng tại khe núi nhất tuyến tìm thử. Quân Mạc Tiếu đã lên mạng một tiếng mà chẳng thấy bóng đâu, chứng tỏ hắn không định rời khỏi khe núi ngay. Chờ mãi, lại một tiếng trôi qua, người canh giữ lại thay ca, Giả dạ độ Hàn Đàm vẫn không có tin tức. Trương Tân Kiệt và giả dạ vị ương của hắn vẫn bất động, người vây xem đã tản bớt từ đời nào, ngay cả giả dạ vị ương cũng sang chỗ khác tìm máy chơi game trên QQ. Tưởng Du và nhà quyền pháp chỉ có thể tiếp tục ngồi đơ mặt. Trương Tân Kiệt chưa từng lơ là, đứa nào dám lộn xộn chứ? Thằng khốn quân Mạc Tiếu, bây giờ Tưởng Du chỉ có thể đem tâm trạng trong lòng xả lên người quân Mạc Tiếu. Tới rồi, bỗng nhiên Trương Tân Kiệt trầm giọng nói một câu. Giả dạ vị ương vẫn luôn ngồi giữa lối vào khe núi, cách bao ô về phía bên phải, là người có tầm nhìn bao quát cả khe núi nhất, so với bất kỳ ai, hắn là người phát hiện quân mạc tiếu xuất hiện ngay lối vào sớm nhất, tên kia đang men theo sườn núi chạy về phía này. Người chơi ban ngày nhiều hơn lúc rạng sáng, quân mạc tiếu làm cách nào trốn tránh tai mắt của các công hội lớn để chuồn êm khỏi khu luyện cấp, tưởng du không hề biết. Có lẽ nhờ vào cái địa hình quái quỷ của khe núi nhất tuyến này, tưởng du hận lây sang cả khe núi nhất tuyến vừa thầm mắng vừa bảo mọi người chú ý. Gã cùng nhà quyền Pháp ngồi ở hai bên trái phải Trương Tân Kiệt, không dám phân tâm, chán chết suốt hai tiếng. Còn ba kẻ thiện xạ, mục sư và kiếm khách, trông thì như chẳng hề cử động, nhưng tưởng du đoán chừng cả lũ đã bỏ cửa sổ game ở đấy, tìm trò khác xiết thời gian rồi. Quả nhiên, sau khi nhận được tin của tưởng du, cả ba mới bắt đầu cử động. Bọn họ đương nhiên biết giả vị ương do Trương Tân Kiệt điều khiển, vậy nên chỉ huy sáu người không cần hỏi cũng biết ai. Trương Tân Kiệt di chuyển, hai tay gõ như bay trên bàn phím, tiếng gõ phím nhanh chóng hấp dẫn lực chú ý của giả vị ương đang chuyên tâm đánh bài, vội bỏ đống bài lại chạy sang. Thao tác siêu nhanh của Trương Tân Kiệt thực ra chỉ đang gửi tin nhắn, phát lệnh trong kênh đội ngũ. Năm câu, năm nghề, năm tọa độ, năm ô vị trí an bài chỗ đứng cho đám người tưởng du. Ô vị trí, có thể hiểu là tọa độ thứ hai của một tọa độ. Bởi vì bản đồ của Vinh Quang quá rộng, để tránh số tọa độ quá lớn và phức tạp, vinh quang phải dùng cách này để đặt tọa độ. Một tọa độ là một khu vực, mà phạm vi của một khu vực sẽ gồm 10 bước bất kỳ. 10 bước đương nhiên là chỉ thao tác bước đi bình thường của nhân vật, nhân vật nào cũng y chang nhau. Một bước đi được coi là một vị trí đặt cơ thể. Trong khu vực của một tọa độ, có tổng cộng 100 vị trí đặt cơ thể. Mỗi một vị trí đặt cơ thể thì được gọi là ô vị trí, phía dưới tọa độ lớn của hệ thống sẽ có một tọa độ nhỏ như 2,5 biểu hiện bạn đang ở ô vị trí bao nhiêu trong khu vực của tọa độ. Trương Tân Kiệt hiện đang sắp xếp chỗ đứng, di con chuột tới vị trí vừa ý sẽ tự động hiển thị tọa độ và ô vị trí, sau đó nói tọa độ cùng ô vị trí cho người chơi biết vị trí cần đứng, cách chỉ huy có thể nói là chi tiết đến cực hạn. Đám năm người tưởng du nào dám nghi ngờ, tự đối chiếu nghề của chính mình rồi bước đến ô vị trí trong tọa độ được yêu cầu, di chuyển xong. Mà người chơi có nhiệm vụ canh gác không biết của công hội nào, lúc này vẫn còn ngu ngơ, vị trí của hắn ta không hề nhìn thấy quân mạc tiếu xuất hiện bọn tưởng du không để ý người này có trương tân kiệt chỉ huy năm người vô cùng tự tin sẽ bắt được quân mạc tiếu không thèm sự trợ giúp nào khác chiều diệp tu thức dậy không thấy trần quả và đường nhu đâu hỏi những người khác trong tiệm mới biết cả hai đã ra ngoài từ trưa vào game đồng đội không thấy ai hắn đành quanh quẩn đánh quái trong khe núi nhất tuyến giờ chuẩn bị về thành không tích không về không được tuy hắn không có nhu cầu thuốc thang gì nhưng chiến đấu kịch liệt cả ngày độ bền của ô thiên cơ sắp hóa không Vũ khí bạc quý giá như vậy mà bị hủy vì vấn đề độ bền, ngay cả Diệp Tu cũng không bình tĩnh nổi. Chịu sự chú ý của người bảy công hội, Diệp Tu biết mình có thể bị truy sát, nên chỉ chọn đường nhỏ vắng người mà đi. Lúc sắp rời khe núi, vừa nâng góc nhìn của quân Mạc Tiếu nhìn thử, lập tức thấy vị trí cách bao ô bên trái chính giữa lối vào, một nhân vật đang trình hình ngay đấy. Vị trí chuẩn đấy, những vị trí mà Diệp Tu điều khiển quân Mạc Tiếu đi, sao lại không phải những nơi tốt nhất. Với cao thủ, chỉ một chỗ đứng đơn giản mà thôi, trong thâm tâm đã vô thức ra ngay phán đoán, cho dễ hình dung cái mớ ở trên, hình vuông đỏ chính là một tọa độ hoặc một khu vực. chương 233, ngọn lửa thần thánh, khe núi nhất tuyến, một người trong khe, một người ngoài khe. Trương Tân Kiệt nhìn thấy quân mạc tiếu của Diệp Tu, đồng thời Diệp Tu cũng nhìn thấy giả vị ương của Trương Tân Kiệt. Diệp Tu không lạ lẫm với ai đi này, nhưng vị trí đứng kia lại khiến hắn cảm thấy không tầm thường. Giả vị ương vẫn là giả vị ương, mà đấy chỉ là một nhân vật người thao túng sau lưng là ai đây trong danh sách bạn tốt quân mạc tiếu của diệp tu có tên giả vị ương dù sao cũng bị phát hiện diệp tu nhắn tin cho giả vị ương luôn ai đó đù má âm thanh đến từ giả vị ương hàng thiệt đang đứng sau trương tân kiệt thấy quân mạc tiếu pm đến gã lập tức cảm thấy tên quân mạc tiếu này quá ngạo mạn cậu không ra được đâu trương tân kiệt nhanh chóng trả lời nhanh đến mức chỉ mới trước mắt mà giả vị ương đã thấy một hàng chữ Chờ gã đọc xong thì tin tức đã đổi khác, là tin trả lời từ quân Mạc Tiếu, hở. Có mai phục à, vì thế một tin hiện lên, Trương Tân Kiệt lại nhắn, đúng vậy. Nhiều người, sáu người, tưởng du, nhà quyền Pháp, kiếm khách và thiện xạ, bọn họ còn đang căng thẳng trước cuộc chiến, nào biết hai kẻ trong và ngoài khe núi đang trò chuyện hăng say. Chỉ có giả vị ương đứng sau lưng Trương Tân Kiệt thấy rõ. Hai người này nhắn tin nói chuyện rất nhanh, làm giả vị ương nhìn theo không kịp. Nhanh quá đi, Dạ vị ương kinh ngạc, từ màn hình của Trương Tân Kiệt, gã nhìn thấy quân mạc tiếu ở dưới chân núi không vội vàng sông lên, mà kiên nhẫn quanh quẩn trái phải, tựa như đang nhìn ra ngoài khe núi. Vị trí đứng tốt đó, Trương Tân Kiệt nhận được tin tức quân mạc tiếu gửi đến. Quá khen, nếu xem xong rồi thì tranh thủ lên đi, Trương Tân Kiệt trả lời. Đến đây quân mạc tiếu phát xong tin này, đột nhiên tăng tốc, nhân vật chạy lên sườn dốc. Dạ vị ương xem chiến mà tim muốn nhảy phát lên, nói chi đến đám người trong cuộc còn khẩn trương đến độ nào nhìn quân mặc tiếu rõ muốn vào trận tưởng du và nhà quyền pháp khẽ nhìn về phía trương tân kiệt theo bản năng vẻ mặt trương tân kiệt vẫn vô cảm chỉ chăm chú vào màn hình trước mắt hơn càng gần ngày càng gần tay cầm chuột và dùng phím của tưởng du khẽ run rẩy gã đã muốn công kích ngay rồi thế nhưng có trương tân kiệt ở đây tưởng du không dám vì tiện hành động gã đang chờ chỉ thị của trương tân kiệt có điều trương tân kiệt lại chậm chạp không mở miệng còn chưa đủ ư từ vị trí đứng mục tiêu công kích hẳn là mình nhỉ hay dự đoán này quá đơn giản nên đội phó trương cảm thấy không cần phải ra lệnh im lặng chờ mình tự xử chăng trong đầu tưởng du có vô số suy nghĩ theo bản năng nhìn về phía trương tân kiệt chợt thấy trương tân kiệt nhúc nhích pháp sư tưởng du nghe thấy một tiếng gọi lọt vào tai nghe hả tưởng du thuận miệng đáp lại rồi mới chợt nhận ra đây là mệnh lệnh bảo gã tấn công của trương tân kiệt gã vội quay đầu lại thao tác trong lòng hối hận sự mất tập trung của mình, nghĩ nhiều làm quái gì. Lần này chậm mất nửa nhịp rồi, nhưng thao tác của tưởng du vẫn rất tuyệt, làm liên tục hai thao tác, hai phép thuật nho nhỏ hỏa diễm bạo đạn và băng xương tuyết cầu rơi xuống từ trên sườn núi, tiếp đấy lại là một chiêu cần đọc phép khá lâu liệt diễm chấn động. Tưởng du khống chế rất tốt, hai pháp thuật hỏa diễm bạo đạn và băng xương tuyết cầu không phải đánh theo đường thẳng. Hai phép thuật có trước sau, có góc độ, nối tiếp nhau một cách hoàn mỹ. Thế nhưng, kẻ đang chạy băng băng như quân mạc tiếu trong chớp mắt trước khi chạm phải hỏa diễm bạo đạn lại đột nhiên chuyển hướng rồi tiếp tục chuyển thêm cái nữa không hề ngừng tốc độ mà tránh được hai phép thuật bằng góc chuyển cực kỳ nhỏ bé hóa dạ vị ương kinh ngạc hét lên có rất nhiều cách để tránh né hai chiêu ấy của tưởng du nhưng quân mạc tiếu lại dùng cách nhanh nhất nguy hiểm nhất và yêu cầu thao tác cao nhất phải dựa vào sự quen thuộc thuộc tính kỹ năng để nắm chắc thời cơ hơn nữa còn phải leo dốc để ra khỏi khe núi nhất tuyến cần phải xem xét sức ảnh hưởng của độ dốc đến tốc độ di chuyển của nhân vật. Những chi tiết ấy phải tính toán lắm mới có thể chuyển hướng hai lần chuyển xác đến vậy, ấy không phải chuyện nhỏ đâu. Mà hai lần chuyển hướng khó khăn đấy lại mang về hiệu quả kinh người, quân mạc tiếu gần như không vì hai chiêu đó mà chậm chân, nháy mắt đã rút gần khoảng cách. Tưởng du không hề đoán được có cách biến hướng không tưởng như vậy, liệt diễm chấn động của gã cũng chọn nhầm chỗ. Thời gian đọc phép đã chấm dứt, một ngọn lửa bừng lên ở hai ô vị trí phía sau quân mạc tiếu, trông cứ như pháo hoa góp vui. Thiện xả, giọng nói của Trương Tân Kiệt lại truyền đến. Trên sườn dốc, thiện xả đứng phải lối vào khe núi lập tức ngẩng đầu, rút súng nả đạn về phía quân Mạc Tiếu. Quân Mạc Tiếu lăn người tại chỗ, đạn liên tục bắn ra tia lửa trên nền đất bên cạnh. Lăn người liên tục ba cái đã trốn sau vách núi bên dưới, thoát khỏi tầm nhìn của thiện xả. Thiện xả nó cũng không lơ là, đạp đất nhảy thẳng lên, xoay người trên không lại rút súng bắn, ai rè chợt nghe tiếng thét hãi hùng bên tai nghe coi chừng vù vù vù, ba tiếng lướt gió vang lên, thiện xả chú ý cũng đã muộn. Ba miếng phi tiêu hình ngũ giác của kiếm trong tay đã cắm lên người gã, nhân vật vốn không dễ giữ cân bằng trên không trung bị đánh văng ngay tức khắc. Kỹ năng ninja, công cụ ninja, kiếm trong tay, đánh bay thiện xả, quân mạc tiếu lập tức chạy khỏi khe núi từ hướng ấy. Không ngờ mới thỏ đầu ra, một đấm xé gió của nhà quyền Pháp bay đến, nhà quyền Pháp đã trực chờ quân mạc tiếu xuất hiện ở đấy. Trương Tân Kiệt chỉ huy bằng cách nói trực tiếp, nhưng cũng âm thầm nhắn tin sang. Nhà quyền pháp nhận được tin, sớm cùng thiện xả canh giữa ở hướng này. Một đấm bất chợt kia đấm thẳng ngực quân Mạc Tiếu, đánh hắn bay về trong khe núi. Hừ, nhà quyền pháp gầm lên giận dữ, chút hết buồn bực tối qua. Nhân vật cũng gấp rút nhảy lên, đuổi theo quân Mạc Tiếu đang lơ lửng, đạp phát ưng đạp. May hả bưởi, ai ngờ tiếng mắng âm vang bên tai gã, ba cú ưng đạp còn chưa đạp xong, quân Mạc Tiếu đã hóa bùm thành làn khói. Mẹ nó chứ, sao nhà quyền phá lại không biết đấy là thuật phân thân của ninja. Nhưng một đấm kia bất ngờ và nhanh đến vậy, mà quân mạc tiếu vẫn thực hiện được thao tác thuật phân thân. Kỹ năng dịch chuyển không cần thời gian đọc phép như thuật phân thân, phải đặt phương hướng và khoảng cách cho cả ảnh ảo và người thật, thao tác đương nhiên khá phiền phức, sao có thể thực hiện được trong nháy mắt chứ. Từ trên không, nhà quyền pháp nhanh chóng quay người ra sau, chợt thấy quân mạc tiếu đang đứng ở vị trí ban đầu của mình, một tay giơ lên chỉ về phía gã bên cạnh chợt hiện lên một quả cầu sáng màu hắc ám trong thoáng chốc nhà quyền pháp nhìn sang quả cầu đã di chuyển siêu tốc hóa thành vô số mũi tên hắc ám bắn về phía gã kỹ năng của thuật sư tiến nguyền rủa nhà quyền pháp còn đang trên không làm sao có thể trốn được bị hàng loạt tiến nguyền rủa bắn xém biến thành nhím đen tiến nguyền rủa là kỹ năng cần ngâm phép và tích tụ năng lượng thời gian tích tụ càng dài quả cầu càng phóng ra nhiều mũi tên lần này quân mạc tiếu vẫn chưa tích tụ đến cực hạn hiển nhiên cố kỵ khả năng có đối thủ khác hành nhà quyền pháp một chút thì bước ra ngay. Kết quả mới xoay người đã thấy ánh đao vùn vụt, kiếm khí từ rút đao chảm của kiếm khách bay đến. Quân mạc tiếu tức khắc nhảy lên, với thao tác và thời cơ nắm bắt chuẩn không cần chỉnh, dùng một chiêu nhảy cao mộc mạc tránh thoát kiếm khí của rút đao chảm. Không ngờ giữa trời bất chợt bùng lên một ngọn lửa trắng, quân mạc tiếu nhảy lên, đúng lúc bị ngọn lửa quấn lấy. Ai nấy ngẩn người, tất cả mọi người vô thức cho rằng lại mánh ảnh phân thân. Đợi đến khi xác định quân mạc tiếu dính đòn thiệt rồi, cả đám lập tức sôi trào. Mà người tấn công chính là Trương Tân Kiệt, dùng kỹ năng ngọn lửa thần thánh của mục sư cấp 30. Mục sư cũng không phải nghề ngoài bắp thì chẳng đánh đấm được gì. Ngọn lửa thần thánh là một kỹ năng gây tổn thương liên tục. Thời gian dài đến 5 giây, thương tổn giảm dần theo mỗi giây. Có điều kỹ năng này không gây ra hành động gì ảnh hưởng đến nhân vật. Quân Mạc Tiếu muốn làm gì thì cứ làm tiếp, chỉ là khi rơi xuống, ngọn lửa trắng vẫn quấn quanh người hắn. Nhưng mà tổn thương không phải chỗ đáng sợ nhất của ngọn lửa thần thánh. Chỗ đáng sợ nhất của nó là kỹ năng phong ấn 3 giây. Nhân vật bị ngọn lửa thần thánh đốt chúng không thể sử dụng bất kỳ kỹ năng gì trong vòng 3 giây. Hệ thánh chức và hệ ám dạ tất cả những nghề của hai hệ này, tuy sát thương trực tiếp kém hơn hẳn hệ pháp sư, vật lộn, kiếm sĩ và xạ thủ, nhưng lại có rất nhiều chiêu có hiệu quả tấn công đặc biệt. Không thể sử dụng kỹ năng tựa như hết sạch mana vậy có thể biết được Diệp Tu phải rơi vào hoàn cảnh khốn cùng thế nào trong ba giây này. Càng đáng gờm hơn là, sau khi Trương Tân Kiệt sử dụng giả vị ương ra ngọn lửa thần thánh chúng mục tiêu quân Mạc Tiếu, một mục sư khác cũng nghe lệnh tiến lại gần. Mục sư dưới sự chỉ huy của Trương Tân Kiệt không còn là quân hậu cần nữa mà trở thành chủ lực khống chế cả cục diện. Cây thánh giá lai động trong tay, tên mục sư vừa hay ngâm phép xong, cây thánh giá chợt lóe ánh trắng. Diệp Tu biết kỹ năng gì sắp đến, không dám qua loa, nhân vật trực tiếp nhảy ngược ra vách núi. Bấy giờ, hắn không thể xác định phương hướng ngọn lửa thần thánh của mục sư kia ở đâu. Sau khi sử dụng kỹ năng ngọn lửa thần thánh, dù có chúng đối thủ hay không, nó vẫn bùng cháy tại nơi thả phép trong 5 giây. 5 giây ấy, chỉ cần mục tiêu đụng phải, kỹ năng vẫn hiệu quả như cũ. Bị thương thì cũng thôi, Diệp Tu Hiện không dám để mình bị phong ấn 3 giây nữa. Lúc hắn trúng phải ngọn lửa thần thánh trước đấy, kiếm khách đã không sợ hãi mà phóng tới, nếu bị cấm phép tiếp, hắn sẽ rơi vào thế bị động ăn no đòn. Sau khi nhảy ra vách núi, Diệp Tu lập tức điều chỉnh góc độ quan sát bốn phía. Kết quả chợt thấy pháp trưởng của thích vô góp vui đang chĩa lên. Một cột lửa từ đất phun ra, quân mạc tiếu vừa nhảy ra vách núi như bị đứng hình trong chớp mắt. Lúc này, một ngọn lửa thần thánh trắng tinh lại quấn lên lần nữa. chương 234, hai cạm bẫy, quân mạc tiếu bị liệt diếm chấn động của thích vô giúp vui hất lên trời, mà mục sư kia hiển nhiên đã dự tính sẵn. Ngọn lửa thần thánh thế nhưng lại chọn một vị trí giữa lưng chừng, hành động của quân Mạc Tiếu bị họ nắm rõ. Diệp Tu cũng chẳng thể làm gì ngọn lửa thần thánh, dù quân Mạc Tiếu có thể di chuyển, nhưng công kích vật lý bình thường không thể dập tắt nó. Diệp Tu đành chờ mắt nhìn quân Mạc Tiếu bị ngọn lửa ôm lấy, lại bị phong ấn kỹ năng trong 3 giây. Những chiêu có hiệu quả giống vậy thường có cách tính khác nhau, mày mất 3 giây của mày, tao mất 3 giây của tao, nhưng nó không hề bảo hai ngọn lửa thần thánh đồng thời dính lên người sẽ trở thành phép tính 3 cộng 3 bằng 6. Kỹ năng gây sát thương có thể cộng dồn công kích, mà loại kỹ năng khống chế chỉ chú trọng tính nối tiếp và liên tục, dùng nhiều cũng lãng phí. Hiện tại, ngọn lửa thần thánh của hai mục sư thuộc mưu đồ bá đạo tiếp nối nhau khá chuẩn, khiến quân Mạc Tiếu bị cấm phép từ 5 đến 6 giây trong suốt quá trình. Trạng thái có thể kéo dài đến tận khi hắn rơi xuống đất. Nhà quyền pháp và thiện xạ bị hắn đánh văng trước đấy đã co chân chạy đến nơi ngay cả nghề tấn công xa như thiện xạ cũng chuẩn bị áp sát chơi thể thuật rõ ràng đối thủ muốn bức hắn chết luôn tại đây cả đám tương du vui mừng nhào lên nhưng lúc này trương tân kiệt lại có chút thất vọng hắn ta không nhìn thấy thứ mình muốn vì sao không dùng phi súng đây là nghi hoặc trong lòng trương tân kiệt đổi thành nhiều nghề khác gặp tình cảnh của quân mạc tiếu có lẽ đều rơi vào đường chết nhưng hệ xạ thủ có thể lợi dụng thao tác phi súng trì hoãn việc mình rơi xuống đất tranh thủ giải trừ thời gian phong ấn của ngọn lửa thần thánh hơn nữa phi súng còn có thể giúp ta điều chỉnh hướng cần đi tiếp đấy quân mạc tiếu không thuộc hệ xạ thủ nhưng phi súng của tán nhân không khác gì những nhân vật hệ xạ thủ mà phi súng chỉ là công kích thường ngọn lửa thần thánh không phong ấn được tuyệt đối có thể sử dụng ngay bây giờ nhưng quân mạc tiếu lại không dùng ngay khi liệt hỏa chấn động kết thúc hắn cứ rơi thẳng xuống như thế tưởng du đã để thích vô giúp vui của mình ngâm phép đến vị trí ấy kiếm khách từ trên dốc chạy vội tới chuẩn bị nhảy xuống trợ giúp bất cứ lúc nào nhà quyền pháp cua quả đấm sông đến, thiện xạ trượt ngay tại chỗ, xem ra không muốn để quân mạc tiếu đáp xuống đất. Một tiếng bùm vang lên, trong tiếng kêu la phát tiết đầy kích động của đám tưởng du, nó có vẻ không gây chút chú ý gì. Nhưng thiện xạ đang trượt lại vì âm thanh ấy mà gián đoạn, gã vẫn giữ tư thế nửa nằm trượt trên đất. Từ màn hình, gã có thể nhìn thấy chiếc đùi phải đang trượt của mình bị một khóa sắt giam cầm trên đất. Kỹ năng của đạo tặc bẫy khóa, tay thiện xạ ngây ngốc, cảm bẫy đâu ra thế là quân mạc tiếu làm sao không thể nào ngay từ khi quân mạc tiếu xuất hiện đội ngũ của họ không hề bỏ qua bất kỳ hành động nào của hắn đây đây là nơi mà quân mạc tiếu lăn người né tránh đạn của mình mà chẳng lẽ trong quá trình lăn người tên này còn làm được thao tác đặt bẫy ư đặt bẫy đương nhiên là chuyện diễn ra trước khi bị ngọn lửa thần thánh phong ấn trước khi kỹ năng hết hiệu lực có người kích hoạt nó sẽ phát động tay thiện xả còn chưa hoàn hồn chợt nghe bên tai vang lên một âm thanh nhỏ một làn khói tội lỗi bay lên từ dưới đất rồi tản rộng ra chính giữa nó là nhà quyền pháp đang lao nhanh đến giờ đã bị khói độc bao quanh trên mặt trở nên xanh sao lại một cảm bẫy của đạo tặc bẫy mây độc trong suốt quá trình lăn người né đạn tại đây quân mạc cứu không chỉ đặt được một bẫy mà những hai bẫy thiện xạ chẳng thể tin nổi nhưng sự thật rành rành trước mắt không thể do đứa rửng mỡ nào đi ngang qua đặt chơi được họ đã đợi hơn hai tiếng ở khe núi này rồi vậy mục đích của hai cái bẫy là gì tay thiện xà cũng là cao thủ, sau chuyện đấy, Gia Cát Lượng vừa thấy hai vị trí đặt bẫy đã nhìn thấu chiêu trò. Thực hiển nhiên, đây là đường lui mà quân Mạc Tiếu cố ý để lại, phòng ngừa khi nhảy lên phá vòng vây gặp phải cản trở, buộc phải nhảy xuống lại. Nên rằng mới đặt bẫy ở đấy để tự vệ, mà sự thật đã xảy ra, hai cái bẫy dĩ nhiên có tác dụng. Nếu không nhờ vào chúng, trượt đốn của thiện xả và nắm đấm của nhà quyền Pháp sẽ đập bẹp dĩ quân Mạc Tiếu lên vách núi, đừng mong nhúc nhích. Còn hiện tại, bẫy dập khóa thiện xạ dẫu không bị thương nhưng cắt ngang công kích hạn chế di chuyển còn bẫy mây độc chủ yếu gây tổn thương không hạn chế di chuyển như bẫy khóa nhưng trong khoảnh khắc bị khói độc đả thương đối thủ sẽ bị đông cứng nho nhỏ cứng người cắt ngang nhà quyền pháp đang lao tới đánh gãy quả đấm của gã chỉ thoáng chốc ngắn ngủi quân mạc tiếu rơi xuống họ cũng không tấn công được quân mạc tiếu lăn người tại chỗ lăn sang một bên chịu thân đây là một kỹ năng thông dụng kỹ năng thông dụng và công kích thường được xem như hệ thống không bị ngọn lửa thần thánh phong ấn bão tuyết của thích vô giúp vui hiện đã ngâm xong mưa tuyết lạnh giá giả dích rơi xuống nhưng quân mạc tiếu nào còn ở đấy sớm đã lăn người liên tục rời khỏi tay thiện xạ chố tô mắt nhìn gã muốn xem thử lúc quân mạc tiếu lăn người có đặt thêm cái bẫy nào không mãi đến khi thấy ngọn lửa trắng trên người quân mạc tiếu gã mới nhớ ra quân mạc tiếu còn đang bị phong ấn bởi ngọn lửa thần thánh muốn cũng không thể đặt bẫy quân mạc tiếu rơi xuống tất cả diễn ra trong vòng 3 giây. Giây thứ nhất, hai người trúng bẫy, quân mạc tiếu rơi xuống thao tác triệu thân thành công. Giây thứ hai, quân mạc tiếu lăn người ngang qua thiện xạ, thiện xạ vội vàng rút súng. Bẫy khóa chỉ hạn chế di chuyển, không hạn chế gã tấn công. Nhưng người đã đến bên cạnh, Diệp Tu làm sao để gã bắn chúng. Loại cao thủ này chưa đủ tầm so tốc độ tay với Diệp Tu. Tay trái quân mạc tiếu ra kiếm còn nhanh hơn cả thiện xạ. Thiện xạ đang bị giam nửa nằm trên đất, ăn chọn một kiếm. Chịu thân, chân bị khóa trên đất thì chịu thân thế đéo nào, nhà quyền pháp thoát khỏi trạng thái cứng người, lao ra khỏi làn khói độc. Nhưng mặt mũi chưa hết xanh sao, hẳn nhiên còn đang bị trúng độc, tụt máu từng giây. Nhà quyền pháp cũng không lo nghĩ nhiều, xông thẳng về phía quân mạc tiếu. Sau đó đến giây thứ ba, Diệp Tu lướt nhìn trạng thái nhân vật, biết hiệu quả phong ấn của ngọn lửa thần thánh đã hết, sợ gì mà không dám chống lại nhà quyền pháp. Hai người đâm thẳng vào nhau, nhà quyền pháp phung tay ra quyền, quả đấm xé gió mà đến, quân mạc tiếu chợt hạ thấp cơ thể, đột nhiên tăng tốc tiến lên. Ánh đao vạch một đường cung, chính là kỹ năng hồ quang thiểm của thích khách. Quả đấm của nhà quyền pháp thất bại, cơ thể bị hụt, bên hông bị hồ quang thiểm của quân mạc chém phun máu tươi. Nhà quyền pháp muốn mau chóng xoay người, nhưng thao tác không nhanh bằng diệp tu, thân mới động, góc nhìn chợt thấy hai kiếm giao nhau kề ngay cổ mình từ phía sau, như cây kéo lớn muốn cắt phăng đầu. Hai kiếm vừa chia ra đã vội thu về, Máu ở cổ nhà quyền pháp văng thành hình rẻ quạt, bắn ra theo 180 độ. Thiện xạ nhìn cảnh mưa máu ấy, cảm thấy thế mà còn sống thì thật khó đỡ. Nhưng trò chơi có luật của trò chơi, mất bao nhiêu máu cũng chỉ để thể hiện chiêu cắt huyết hầu mà quân Mạc Tiếu đan chéo hai kiếm thôi. Thương tổn vẫn là thương tổn, nặng đấy, nhưng không đủ giết gọn nhà quyền pháp. Biến hóa này không nằm trong dự liệu của tất cả, kiếm khách nọ vốn dĩ phòng thủ ở trên, nhằm ngừa quân Mạc Tiếu nhảy lên thoát thân, gã không ngờ hắn còn có chiêu này hai cái bẫy đặt dưới tự vệ sẵn của quân Mạc Tiếu lại có tác dụng lớn lao ngay bây giờ. Lúc kiếm khách nhảy xuống đuổi theo, quân Mạc Tiếu đã trốn xa rồi. Người gần hắn nhất chính là thích vô giúp vui của tưởng du, là một pháp sư nguyên tố, gã không am hiểu công việc chặn người nặng nề. Tưởng du hy vọng nhận được chỉ thị của Trương Tân Kiệt, người ta lại chẳng hé môi. Cứ thế chờ mắt nhìn quân Mạc Tiếu chạy đi, tưởng du tối tăm mặt mày, không cam lòng, gã bất chấp nhào ra cản đường. Pháp trường để sau người, tạo thế là hoa trường, một trường đẩy ra. Thao tác trong mặt này không phải thế mạnh của tưởng du, nhân vật phải đối mặt còn là ông tổ của Pháp sư chiến đấu, câu ngú dìu qua mắt thợ chính là ám chỉ tưởng du lúc này. Nếu bị đánh văng bởi chiêu lạc hoa trường đấy, quyết định giải nghệ của Diệp Tu là sáng suốt vô cùng. Thế nên chỉ thấy quân mạc tiếu nhẹ nhàng chuyển hướng, lần mất từ sát bên phạm vi luồng khí của lạc hoa trưởng, thứ mà ngay cả tưởng du cũng chả biết. Khẽ nhảy, hai kiếm trong tay chờ ngược, lập tức hất thích vô giúp vui lên không chung. Kỹ năng gây lơ lửng của thích khách nảy đao, quân mạc tiếu rơi xuống trước, vươn song kiếm chém lên trời, trông như khẽ đẩy, thích vô giúp vui lại bay ra như cũ. Hắn chuyển góc nhìn thăm dò xung quanh, chân của thiện xạ mới rút khỏi bẫy, độc trên người nhà quyền Pháp còn chưa hết, máu loang lổ đầy người, xanh đỏ rực rỡ đan sen kiếm khách nhảy từ trên kia xuống, còn cách mình một đoạn. Giả dạ vị ương đâu? Diệp tu chuyển góc nhìn, nhìn giả dạ vị ương dưới sự điều khiển của kẻ khác, người kia vẫn đứng yên ở chỗ cũ góc nhìn cũng chĩa về phía mình. Diệp Tu cười, nhắn một tin sang, một chút nữa thôi, cậu suýt có thể ngăn được tôi rồi, lần sau cố lên. Gửi xong, Diệp Tu xoay người rời đi, hắn không muốn tiếp tục dây dưa ở đây. Trong trận địa của đối phương có cao nhân tương trợ, nếu mình đoán không lầm, mục sư bày ra chiến thuật mà đến mình cũng suýt vào trong, người thao túng giả vị ương, e rằng là trương tân kiệt của bá đồ. Cũng may đám đồng đội còn lại không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, chấp hành chưa đủ lực. Nếu không chỉ với hai thanh kiếm trong tay, muốn thoát khỏi sự vây chặn của sáu tuyển thủ chuyên nghiệp, quả thực khó nói trước được. mươi 235 đánh cuộc, chỉ chốc lát đã không thấy bóng dáng của quân Mạc Tiếu nữa. Đám tưởng Du rất muốn đuổi theo, nhưng nhìn thấy giả dạ vị ương của Trương Tân Kiệt đứng im, bọn họ đành hết cách, ai nấy điều khiển nhân vật của mình tụ tập quanh giả dạ vị ương. Tuy lần này chẳng có ai chết, nhưng vẫn kém quá xa so với mong muốn của họ. Ngay lúc quân Mạc Tiếu bị ngọn lửa thần thánh thiêu đốt cả lũ đều cho rằng chuyện đã rồi, thầm thán phục quả nhiên có cao thủ trợ trận có khác. Kết quả, hai cái bẫy đủ để phá hỏng cục diện mà hai ngọn lửa thần thánh giành được. Quân Mạc Tiếu chuồn êm, theo tình hình này, người thắng tất nhiên là quân Mạc Tiếu. Đám tưởng du khó tránh khỏi buồn bực trong lòng, họ nghe thấy Trương Tân Kiệt nói, hình như vũ khí trong tay tên ấy chưa từng thay đổi hình thái. Năm người nghe vậy đều khẽ giật mình, chợt một tiếng nói từ ngoài game truyền đến, vũ khí trong tay tên ấy vốn không phải vũ khí của hắn, là vũ khí tím song vĩ kiếm cấp 30 hệ ám giả. Người nói là giả vị ương, dù là Trương Tân Kiệt hay Tưởng Du, quả thực quên gần hết những gì thuộc giai đoạn cấp 30 này. Nghề của mình còn đỡ, nếu nghề khác, bọn họ không nhận ra hết toàn bộ vũ khí đâu. Nhưng giả vị ương lại đang chơi khu mới, gã cực kỳ để ý mấy thứ vũ khí tím này, bất kỳ nghề nào, chỉ cần liếc sơ là nhận ra ngay. Vũ khí tím, cả lũ ngơ ngác nhìn nhau, từ lúc quân Mạc Tiếu xuất hiện cho tới lúc sông lên, né tránh công kích, nhảy lên, chúng ngọn lửa thần thánh, rơi xuống, khởi động bẫy dập rồi thoát thân. Trên thực tế, quá trình diễn ra chưa tới một phút, có nhiều thứ mà những kẻ trong cuộc như họ chưa kịp hiểu, kẻ ngoài cuộc như giả vị ương lại thấy rõ. Bởi gã đứng sau Trương Tân Kiệt, mà Trương Tân Kiệt gần như không di chuyển trong suốt trận, đa số là ra lệnh cho mọi người. Nhân vật không hề xê dịch góc nhìn, hắn luôn quan sát được từng người trong cuộc chiến, đây tất nhiên là khả năng quan sát bao quát mà một mục sư nên có. Giả dạ vị ương nhìn cuộc chiến chưa đến một phút, lại cảm nhận được không ít điều có ích. Mà thao tác thực chiến của Trương Tân Kiệt, chỉ mỗi ngọn lửa thần thánh thôi. Nhưng chính ngọn lửa thần thánh ấy lại giấy lên hy vọng tóm được quân mạc tiếu của mọi người. Tiếc thay, hai cái bẫy kia, ngay cả Trương Tân Kiệt cũng không phát hiện. À, cái tên kia chiến suốt từ tối qua, không có cơ hội quay về chủ thành, em nghĩ vũ khí của hắn không đủ độ bền. Tưởng du sau khi ngẫm nghĩ mới nói, phỏng đoán dựa theo sự thật. Thì ra là thế, Trương Tân Kiệt nói, tiếc quá, nếu không phải tại hai cái bẫy kia, nhà quyền pháp buồn bực than thở, cả cuộc chiến không ai hy sinh, nhưng so ra gã thảm nhất bọn. Độc mới được giải trừ, vết máu bê bết trên người còn đang đổi mới từng chút một. Cảnh gã bị hai thanh vĩ kiếm cắt cho ít hầu bắn máu hình quạt còn khiến thiện xạ kia nhớ mãi không quên kia. Nếu thiện xạ có thể nhanh hơn xíu, tên đó không dễ mà đặt được hai cái bẫy khi đang né tránh. Trương Tân Kiệt nói, à, tay thiện xạ ngẩn ra, ngọn lửa thần thánh sớm nửa giây trương tân kiệt nói tiếp ơ ờ, mục sư câm nín công kích của pháp sư đã chậm nửa nhịp ngay từ đầu tưởng du im lìm nhà quyền pháp thích ra quyền khi đang di chuyển tốc độ cao có điều với trình độ thao tác của cậu hiện giờ chậm tiết tấu lại vẫn tốt hơn vâng nhà quyền pháp đáp lại cả đội năm người trừ bỏ kiếm khách bốn em đều bị trương tân kiệt chỉ ra chỗ sai biểu hiện của kiếm khách hết chỗ chê trong suốt trận gã nên vui mừng mới phải kết quả cả bốn đều bị nói, trừ mình gã, chợt cảm thấy lạc lõng ghê nơi. Mà bốn em bị gian dậy lại đồng lòng thầm nghĩ, nếu cả lũ cùng đội với đội trưởng Hàn Văn Thanh, mỗi em một lỗi dẫn đến chuyện quân mạc tiếu chuồn mất, e rằng giờ đã bị miệng pháo của Hàn đại đội trưởng mắng chết rồi. Tụi mình nên làm gì tiếp đây? Đám tưởng du không thấy mình có đủ năng lực để đối phó với quân mạc tiếu, nên không có ý kiến gì, giờ thừa dịp Trương Tân Kiệt còn ở đây, mau mau thỉnh giáo. Trương Tân Kiệt tất nhiên không thể xà quần mãi với quân mạc tiếu cùng họ được, người ta chỉ nói đến xem thử. Hiện tại xem xong rồi, đội phó có ý kiến gì? Tưởng Du mong chờ vô cùng, mâu thuẫn chỉ ở tranh nhau kỷ lục phó bản, cứ đấu tiếp như vậy, hai bên đều hao công tốn sức, không chiếm được lợi gì. Trương Tân Kiệt nói, đúng thế, tưởng Du vội đáp, thế nên tôi hẹn hắn, tối nay đến đấu trường đánh một trận đoàn đội 5 vs 5. Chỉ cần chúng ta thắng, Hắn không được đụng đến những kỷ lục mà Mưu Đồ Bá đạo lập được sau này." Trương Tân Kiệt nói, "Thật à, Tưởng Du mừng rỡ, tên ấy cũng đưa ra điều kiện, tôi gửi cậu coi mình có thể chấp nhận được không?" Trương Tân Kiệt bảo gửi tin nhắn của Quân Mạc Tiếu cho Tưởng Du. Trương Tân Kiệt không tự ý ra quyết định, chứng tỏ hắn ta là người biết chừng mực. Tuy đám người trong hội rất lễ phép với những tuyển thủ chuyên nghiệp như họ, nhưng những công việc thực tế bên phía công hội, Tưởng Du mới chính là lão đại. Theo lý thuyết ngay cả Hàn Văn Thanh cũng không có tư cách nhúng tay vào chuyện công hội. Đương nhiên, đấy là lý thuyết, nếu Hàn Văn Thanh thật sự muốn làm gì, tưởng du cũng buộc phải nghe theo. Nhưng Trương Tân Kiệt không làm vậy, quyết sách cuối cùng thế nào, hắn ta giao cho tưởng du. Tưởng du nhìn tin tức vừa nhận được, tám đuôi bò cạp đỏ, tám kim độc đỏ tươi, cuồng đao xích ảnh, bốn mươi tơ cát. Quen mắt sứ bay, chẳng phải lúc bảo dạ độ hàn đàm đi thương lượng chuyện ở khe núi nhất tuyến cũng là bảng danh sách y trang vậy sao? Cơ mà, có vài chỗ khác trước, chỗ nào nhỉ, tưởng du nhìn xong những thứ ở khe núi nhất tuyến, thấy hơi ngờ ngợ. Nhìn hồi mới kịp phản ứng, tinh thạch hổ phách, lúc này đây, vật có giá nhất trong danh sách, tinh thạch hổ phách rơi ra từ boss hoang dã không nằm trong danh sách yêu cầu của quân mạc tiếu nữa. Hắn lại có thể không cần nó, thế thì, đêm qua, người đá lan thang ao pần rơi xuống tinh thạch hổ phách, thằng này có rồi nên không cần nữa chăng. Cái đậu xanh, mất tinh thạch hổ phách lận à. Tưởng Du muốn đập đầu cho xong, có điều đối phương đã xóa nó đi rồi, giá cả được giảm xuống, xem ra người ta cũng thấy thứ đó gây áp lực quá. Tưởng Du vừa nghĩ vừa đáp, "Ừm, um, điều kiện này." "Đợi chút, tôi còn chưa gửi hết." Trương Tân Kiệt nói, lại tiếp tục gửi tin, Tưởng Du thấy thôi đã đắng lòng, hóa ra đéo giảm gì cả. Danh sách mới được gửi đến có thêm một lô một lốc vật liệu hiếm. Giá trị của những vật liệu ấy đều là vĩnh hằng, nên dù Tưởng Du chủ yếu chơi bên thần chi lĩnh vực gã vẫn có thể tính toán được giá trị của cái giá đưa ra mà những vật liệu vừa được bổ sung ấy giá trị tổng cộng còn lớn hơn một cái tinh thạch hổ phách tưởng du thầm rủa quân mạc tiếu trong lòng rồi mới tắt tin nhắn nếu thua hắn đồng ý sẽ không nhúng tay vào tất cả kỷ lục phó bản của mưu đồ bá đạo ư tưởng du hỏi trương tân kiệt đúng vậy tôi nói với hắn thế đấy trương tân kiệt nói điều kiện kia có thể chấp nhận tưởng du nói nhưng chỉ sợ hắn không giữ lời chúng ta chỉ thắng chơi một trận đoàn đội cũng không chịu tổn thất gì to lớn cả. Trương Tân Kiệt nói, nói cũng phải, tưởng du gật đầu, trầm mặc suy nghĩ. Dạ vị ương đứng sau nói một câu đúng tình hợp lý, danh dự của quân Mạc Tiếu có thể cam đoan, tên này không hề có vết nhơ xấu nào. Thế cơ à, trong mắt tưởng du, quân Mạc Tiếu là thằng hèn hạ xảo trá. Núp lùm nửa tiếng cướp mất boss, lén lút đặt hai cái bẫy, nhìn những sự tích trên, tưởng du không muốn coi quân Mạc Tiếu là một người có danh dự tốt. Chúng ta có thể công khai trận đánh cuộc này, nếu hắn đổi ý thì mang cho người cả khu xem để coi hắn còn làm ăn thế nào có người đề nghị ai thôi đi tưởng du do dự nhìn trộm trương tân kiệt gã rất muốn biết trương tân kiệt nắm chắc mấy phần trong cuộc chiến đoàn đội này mà hỏi ra thì giống như mình đang nghi ngờ năng lực của trương tân kiệt vậy nhưng nếu không hỏi đánh cuộc công khai chính là con dao hai lưỡi đấy phụ thùy dương quấn bờ không phải mới xảy ra không lâu ư gọi hồn quân mạc tiếu trên thế giới để lấy lại mặt mũi kết quả thì sao thua giờ ngay cả tài khoản cũng không dám đăng nhập. Nếu trận này họ thua, đâu chỉ là mặt mũi một người, cả công hội sẽ bị quân Mạc Tiếu trà đạp dưới chân, thảm còn hơn Thủy Dương quấn bờ. Trương phó đội, anh cảm thấy chúng ta có mấy phần thằng. Tưởng du dối dám hồi lâu, rốt cuộc vẫn hỏi, từ chúng ta được gã nghiến răng nhấn mạnh. Nếu so đấu cá nhân, thực lực của quân Mạc Tiếu trên cơ mấy cậu. Vậy nên tôi hẹn hắn đấu đoàn đội, đấu đoàn đội coi trọng chiến thuật, phối hợp và sự ăn ý của cả đội. Cậu từng bảo đội của quân Mạc Tiếu được gom góp từng người ở khu mới này, mà mấy cậu lại là bạn thân chơi vinh quang cùng nhau đã lâu, sự ăn ý của đoàn đội, ai yêu ai kém không phải nhìn phát biết ngay sao. Kỹ thuật cá nhân có lẽ là ưu thế của họ, nhưng chúng ta là một chỉnh thể. Trương Tân Kiệt nói, không phải tất cả đều thua kỹ thuật cá nhân đâu, tụi em còn có trương phó đội mà. Nhà quyền Pháp đứng bên tiếp lời, mọi người cười vang, Trương Tân Kiệt lại chỉ xua tay với nhà quyền Pháp, bảo trong trận đấu đoàn đội, kiểm soát thực lực của cá nhân, phối hợp tiết tấu của chỉnh thể mới quan trọng hơn. Nếu phát huy quá lố, cứ một mực thể hiện ưu thế kỹ thuật của mình, chỉ biết tỏ ra hơn người, sẽ dẫn tới việc tách rời khỏi đội, sau cùng trở thành nhược điểm của cả đội. Nhà quyền pháp nịnh bậy, ngượng vô cùng, tưởng du không để ý quá nhiều, nói nửa ngày, Trương Tân Kiệt chỉ bảo họ có ưu thế, tưởng du lại hy vọng một đáp án cụ thể như bọn họ có bao nhiêu phần thắng. Bây giờ, Trương Tân Kiệt mới mở miệng tiếp, nhưng thế nào đi nữa, đây là một trận đấu. Chỉ cần là trận đấu, sẽ không thể nào nắm chắc phần thắng được. Tôi chỉ có thể dựa theo lý thuyết mà bảo chúng ta nhiều phần thắng hơn thôi, nếu không chúng ta cũng không đánh cuộc với quân Mạc Tiếu. Được, vậy chấp nhận trận đánh cuộc này đi. Chuyện khác tính sau, tưởng du quyết định, còn chuyện có cần giải tin gây sức ép dư luận không, để xem xét cái đã. chương 236, hướng dẫn độc đoán. Tụi tôi đồng ý điều kiện của cậu. Diệp tu nhận được PM của giả vị ương, cười cười gõ tin trả lời tối gặp. Mấy giờ tối, Dạ vị ương reply, chưa biết nữa, mấy người bên tôi khá lộn xộn, còn phải PM hỏi, chưa rõ thời gian cụ thể, đợi lên đông đủ nhá. Chừng nào đủ người thì bắt đầu thôi, Diệp Tu tùy tiện bảo, bây giờ không gọi được sao, nick xám hết rồi, Diệp Tu nói, bên kia im lặng một chốc, sau đó gửi một tin khác 9 giờ tối. Cách hiện tại 4 tiếng 37 phút, có lẽ cũng đủ thời gian cho cậu tập hợp người rồi nhỉ. Hích, chắc vậy, Diệp Tu thật ra cũng không rõ, hôm nay đường nhu đi chơi với Trần Quả, không biết chừng nào mới về. Tô Mộc Tranh và Kiều Nhất Phàm bình thường giờ đó đều không âu nồ. Ngược lại bánh bao xâm lấn thường có mặt, nhưng nếu đột nhiên lặn mất, Diệp Tu cũng không biết đào người ở đâu. Vậy đi, 9 giờ tối, bên kia nói, được, không gặp không về. Diệp Tu đáp, nếu trễ thì không đợi, hẹn ngày khác. Không ngờ bên kia lại nhắn thêm câu nữa. Quả nhiên là Trương Tân Kiệt. Diệp Tu cười, không trả lời nữa hiện tại quân mạc tiếu của hắn vẫn còn đang di chuyển cố gắng tránh mặt người chơi qua đường hắn không định về thành không tích lúc này vẫn còn là mục tiêu của mọi người dù đã có giao kết với mưu đồ bá đạo diệp tu cũng không thể đảm bảo bên kia có vô xỉ chơi đều mình không hắn chỉ muốn sửa chữa ô thiên cơ npc làm nghề này ở thôn nhỏ cũng có không nhất định phải vào thành không tích cuối cùng diệp tu đến thôn bu diêu gần rừng rậm băng sương thôn này cũng giống như nhiều thôn nhỏ khác lân cận thành không tích không phải khu an toàn cũng không có quái để cày cấp chỉ có ít npc làm chút nhiệm vụ lung tung này nọ nhẫn nhục diễn tròn vai của họ trong đại lục vinh quang trong thôn có một npc sửa trang bị cái này diệp tu mới xuất trên web ra nơi này xem như khu dành cho cấp thấp người của mấy công hội lớn cũng vắng hơn nữa chỗ thôn này cũng không có nhiệm vụ nào đáng giá cũng không nhiều người thường lai vãng như diệp tu dự đoán đây là một thôn trang tương đối hưu quạch vào tìm npc lập tức sửa xong ô thiên cơ cấp 25, dù là vũ khí tự chế, sửa chữa cũng không cần thêm vật liệu gì, chỉ tốn chút tiền. Còn giá cả hệ thống sẽ dựa theo thuộc tính cơ bản của trang bị, vì vậy ô thiên cơ chắn chắc bị chém thảm. Nhưng với Diệp Tu, mấy xu lẻ này không làm khó được hắn. Từ khi khoắn được một mớ đồ hiếm quý bên vi thảo, tùy tay bán cái nào cũng đều hốt bạc. Mới đây hẹn với Trương Tân Kiệt, yêu cầu của Diệp Tu cũng không chỉ mỗi nhu cầu thăng cấp ô thiên cơ. Phải chịu thôi, lấy được cái nào hắn đã lấy còn lại phải cày ở phó bản rừng rậm bừng cháy. Cấp bậc trung bình hiện tại ở khu 10 không thể kham nổi. Diệp Tu không dám đặt niềm tin vào mưu đồ bá đạo. Xét tình hình căng như dây đàn giữa hai bên, không khéo bên mưu đồ bá đạo lật lọng. Nên trước hết hãy cứ nhẹ nhàng chọn mấy cái mưu đồ bá đạo đưa được đã. Nay mai lại đem đổi lại, nói chung sẽ có cách thôi. Sửa xong trang bị, đang chuẩn bị đi, đột nhiên nghe được danh sách bạn bè báo có người Âu oh nồ no. Diệp Tu tiện tay nhấn xem, Tên nhấp nháy vừa lên mạng không ngờ là Muội Quang. Đại thần có âu nô ạ? Muội Quang vừa âu nô, lập tức PM cho Diệp Tu. Ừ, có, ban ngày cậu có lên không? Có gặp rắc rối gì không? Diệp Tu hỏi, Muội Quang là người vô tội bị cuốn vào tâm bão, nếu vì vậy mà bị mấy công hội lớn theo dõi, thiệt sự là oan còn hơn nàng đậu nga. Lúc chưa có lên một lát, không sao. Muội Quang đáp, ừ ừ, vậy tốt rồi, hướng dẫn của cậu làm tới đâu rồi? Diệp Tu hỏi, ai cái này còn khó hơn đánh boss nhiều, nhưng cũng được một phần năm, đại thần muốn xem không. Muội quang hỏi, ừ, làm sao đưa anh, SQQ đi, Diệp Tu gửi một dãy số đi, sau đó ra ngoài lóc QQ, cũng vừa nhận được lời mời kết bạn, nhìn nick QQ của người kia cũng là muội quang. Lại nhìn tên của mình, không phải là ID trong game. Ảnh đại diện QQ là một vùng lá phong rực đỏ. Tên QQ là nhất Diệp Chi Thu, nhìn mấy thứ này, Diệp Tu cũng không nhịn được suýt xoa một chập tiện tay châm thuốc, sau đó mở cài đặt, sửa avatar thành ảnh mặc định của QQ, đổi tên thành quân mặc Tiếu. Nhất Diệp Chi Thu, đã là quá khứ cả rồi, mặc dù không lâu hãy còn. Diệp Tu lặng lẽ đồng ý lời mời kết bạn của Muội Quang, Muội Quang lập tức gửi cho hắn một tệp tin, hướng dẫn ngu ngốc phó bản khe núi nhất tuyến. Còn kêu là ngu ngốc nữa hả? Thật ra hướng dẫn của cậu không nên dùng chữ này, dù tỉ mỉ dắt tay mỗi bước, nhưng quá trình vậy, không biết ngốc kiểu nào mới đánh được. Diệp Tu đáp, tên thôi mà, cứ gọi đại đi, đại thần mau nhìn dùm tôi. Muội quang hiển nhiên không xoắn suýt mấy trong chuyện tên gọi, thứ cậu ta cần là lời tán thành với giá trị của bản thân. Được, để tôi xem, cậu làm việc của mình trước đi, hồi tôi tìm cậu. Diệp Tu nói, cảm ơn, cảm ơn muội quang đáp tới tắp, khe núi nhất tuyến, Diệp Tu từng đánh nhiều lần, hắn đã chú ý nên đánh thế nào để lập kỷ lục ở đây từ lâu rồi. Buổi sáng đường nhu nghỉ ngơi trước, mình hắn ngồi nghiên cứu hướng dẫn và video clip của phó bản này hơn một tiếng, cũng nắm được khái niệm tổng quát trong đầu. Thế còn muội quang, một tên thuần lý thuyết có thể làm đến đâu? Diệp Tu mở file nhìn thử, mở đầu là giới thiệu nghề như cũ, mà năm nghề liệt kê lại là tán nhân, bậc thầy pháo súng, pháp sư chiến đấu, lưu manh và quỷ kiếm sĩ, rõ ràng là lấy y khuôn từ đội Diệp Tu. Diệp Tu giờ khóc giờ cười, mới nhìn dòng đầu đã tìm muội quang, anh bảo này, cậu thêm tán nhân vào làm gì, anh không phổ biến lắm đâu à cái ấy tôi chỉ thử thôi muội gọi diệp tu đoán cậu bạn chỉ thuận tay lấy năm người họ làm thí nghiệm sống kiểm tra tính khả năng của bài hướng dẫn nhưng vấn đề là lấy quân mạc tiếu làm khuôn mẫu cực hạn đấy sẽ không thể áp dụng đến toàn quần chúng giờ trong game vẫn còn tán nhân sao dù có tán nhân đứa nào lại có ô thiên cơ trong tay tán nhân có ô thiên cơ không hề cùng nghĩa với tán nhân không có ô thiên cơ muội quang không biết món vũ khí tự chế này cậu ta sẽ không thể nào viết ra một bài hướng dẫn thích hợp cho tán nhân như quân Mạc Tiếu. Viết một bài hướng dẫn tỉ mỉ đến từng chi tiết như cậu ta, chỉ cần một thương tổn của mỗi lần tấn công và dự đoán hiệu quả không khớp đều có khả năng gây trạch sự phối hợp, đây là chuyện không được phép trong một bài hướng dẫn có mục tiêu là lập kỷ lục. Diệp Tu ngẫm nghĩ lại nhìn tiếp, hơn nữa chú ý kỹ đến những chỗ viết về tán nhân. Quả nhiên Diệp Tu đoán không sai, nội dung dính đến tán nhân đều sai bét nhẹ. Ngoại trừ thiếu thốn tin tức về quân Mạc Tiếu, các mặt khác về tán nhân cũng trăm ngàn chỗ hở. Hướng dẫn do Muội Quang viết chủ yếu lấy tư liệu từ những bài hướng dẫn và video khác của người đi trước. Mà video và hướng dẫn về tán nhân lại khá cổ xưa, cũng khó cho cậu ta khi mò ra được chúng. Hệ thống trò chơi đã qua nhiều lần cập nhật, những nghề khác luôn dựa vào từng bản cập nhật mà nghiên cứu thêm, bất kể hướng dẫn hay viết về tán nhân cũng là tư liệu từ 7-8 năm trước, Muội Quang tham khảo theo đấy, nên những gì viết ra không hề hợp với hiện tại. Bản của cậu e rằng không được lắm. Diệp Tu nhìn chưa tới 2 phút, sau cùng ăn ngay nói thật với Muội Quang. Muội Quang không phải đầu đất, cậu ta chỉ quá để tâm vào một chuyện nhỏ nhặt và quá chắc chắn với suy đoán của mình. Diệp Tu nói mới vài câu, bản thân cậu ta đã hiểu ra ngay, xấu hổ vô vàn với sự nhầm nhọt to lớn của mình. Tán nhân quả nhiên không được, đổi nghề khác thôi. Muội Quang đáp lời Diệp Tu, cậu nên tiếp tục nghĩ đến chuyện hướng dẫn đánh boss trước kia của mình thì hơn. Phá bản cũng giống như đánh boss, đều có tổ hợp nghề đạt hiệu suất nhất. Diệp Tu nói: "Ừm, um, tôi thấy mấy bài hướng dẫn có nhắc tới. Lúc đầu tôi định lấy cái ấy làm khuôn mẫu luôn, nhưng rồi cảm thấy nhân vật tán nhân của ông anh lợi hại hơn chút. Tán nhân quả thực có nhiều ưu thế kỹ năng trong giai đoạn đầu. Nhưng giờ không còn tán nhân nữa, cậu lại viết hướng dẫn cho tán nhân, có khác gì với bản hướng dẫn đánh boss của mình trước đây, lại thành ra viết cho mấy đứa không cần hướng dẫn nữa." Diệp Tu trả lời: "Ừm, um, tôi hiểu rồi. Muội quanh đáp: "Có cơ hội thì đánh bản nhiều chút." gia tăng kinh nghiệm thực chiến. Diệp Tu khuyên bảo, tri thức và lý thuyết của muội quang khá vững, cậu ta cũng rất thông minh. Nhưng kinh nghiệm thực tế lại tỷ lệ nghịch quá lớn với lý thuyết, cậu có vẻ ương bướng, vậy nên thường phạm phải những lỗi lầm độc đoán. Người ngoài nhìn phát ra ngay, bản thân cậu ta lại vẫn mù mờ tự cho tuyệt vời. Muội quang lại dốc lòng nghiên cứu bản hướng dẫn, bên bạn tốt trong QQ của Diệp Tu QQ, chợt nhìn thấy tô mộc tranh online. Huấn luyện xong rồi, Diệp Tu gửi tin qua, Tô Mộc Tranh nhìn thấy một avatar nháy lên, mở ra, dãy số quen thuộc, nhưng ava và tên gọi đã thay đổi. Tô Mộc Tranh ngẩn ngơ, Diệp Tu lại gửi thêm tin mới, "9 giờ tối em rảnh không?" "Có rảnh, chi vậy? Vào game đi, tổ đội PK." "Hở, PK ai?" "Trương Tân Kiệt, cậu ta, tên này sao tự dưng lại chạy đến khu mới chơi?" Tô Mộc Tranh kinh ngạc nói, "Hôm qua sau khi em và Nhất Phạm Ao, ba người bọn anh đi loanh quanh thì gặp boss hoang dã, lúc ấy bên Ngưu Đồ Bá Đạo đang đánh." Sau đó bị bọn anh mai phục chờ tới phút chót cướp mất, chắc giận điên luôn rồi. Kết quả hôm nay anh gặp một đội của mưu đồ bá đạo, nếu đoán không nhầm. Mục sư trong đội chính là Trương Tân Kiệt, Diệp Tu nói, sau đó mấy người liền hẹn tối PK đoàn đội. Tô Mộc Tranh hỏi, "Ừm, um, là cậu ta chủ động?" Anh nghĩ, "Cậu ta còn chưa biết anh là ai?" "Thế à, lần này cậu ta vậy mà tính nhầm rồi, em xem nhất định là giữ nhiều lành ít." Tô Mộc Tranh nói, "Anh cũng nghĩ thế, nên đồng ý luôn." Diệp Tu đáp, gì vậy, nhận được tin mới, Diệp Tu mở ra thì thấy Tô Mộc Tranh gửi tới một tệp nhỏ. Ava mới, Diệp Tu mở ra xem, ngoá, cái này là cái gì, tiếu, nhìn như khóc ấy, tế bào hội họa của em bao nhiêu năm vẫn dậm chân tại chỗ thế này. Diệp Tu vừa trả lời Tô Mộc Tranh, vừa đem chữ tiếu được vẽ vụng về bằng bên kia đặt làm avatar QQ. chương 237, thiếu người, tán dốc linh tinh với Tô Mộc Tranh thì tới giờ cơm, hai người đều tự đi ăn cơm chiều, Trần Quả và Đường Nhu lúc này vẫn chưa thấy về. Ăn xong Diệp Tu cũng không gấp rút lên game, mà lên diễn đàn chính thức của Vinh Quang lướt một vòng. Diễn đàn có rất nhiều diễn đàn con, như khu kỹ thuật, khu trang bị, khu phó bản, khu của riêng từng nghề, khu chuyên về thi đấu liên minh. Khu nào cũng có các topic trái ngược nhau, vô cùng huyên náo. Nhưng nếu muốn đọc tin vỉa hè chém gió, vậy bạn phải tới những cụm máy chủ. Từ khu 1 tới khu 10, gộp luôn thần chi lĩnh vực, tổng cộng có cả thầy 11 cụm máy chủ, độ nóng sốt chưa khi nào giảm. Cao thủ danh nhân, chuyện ân oái tình cừu là một trong các topic được bàn tán nhiều nhất ở đây. So sánh tổng quát, thần chi lĩnh vực đứng đầu không thể bàn cãi, khu 10 mới mở đứng hàng thứ hai, độ hot ở các khu khác cũng không phải tăng dài theo năm tháng, trên cơ bản đều có vẻ ổn định, hơn thua không nhiều. Nếu độ nóng khu nào đó bỗng nhiên sốt xình xịch, đấy nhất định là có chuyện gì đang gây xôn xao cư dân mạng. Sốt nhất khu 10 hiện nay đương nhiên chính là quân Mạc Tiếu bắt đầu từ thôn Tân Thủ, một đường dẫm nát đủ loại kỷ lục. Người chơi khu 10 chỉ cần mở bảng đơn lên là có thể thấy đại danh quân Mạc Tiếu khắp nơi, từ sáng đến tối, không chắc khi nào trên thông báo hệ thống sẽ hiện lên tên người này. Lam Khê Các, Mưu Đồ Bá Đạo, Trung Thảo Đường, Gia Vương Triều. Các công hội này dù không đi nghe ngóng ra cảnh, nhìn mỗi quy mô khu 10 thôi, cũng biết bọn họ yêu Việt nhất. Kỷ lục phó bản trước giờ đều là vật trong túi công hội bọn họ, nhưng qua khu 10 thì vận đổi sao rời rồi kỷ lục phó bản lại thành vật trong túi quân Mạc Tiếu. Các đại công hội muốn kỷ lục thì phải tìm quân Mạc Tiếu để hỗ trợ. Mấy chuyện này, người chơi chuyên dạo diễn đàn đã sớm phân tích kỹ lưỡng. Một vài người chơi lão làng lại mượn thời cơ này thảo luận xem các công hội lớn mắc phải quẫn cảnh khuếch trương như nào. Ở khu 10, tùy bọn họ vẫn chưa bị ai coi khinh, nhưng so với hào quang bên khu khác, danh vọng tạo dựng bên khu 10 của họ quả thật thấp chưa từng thấy. Lấy không được kỷ lục là mất đi thứ tuyên truyền tốt nhất thủ đoạn tuyên truyền trước mắt của các công hội chính là khoe kẻ ủng hộ sau màn của mình ra. Thổi phồng chiến đội chuyên nghiệp nhà mình bá đạo bao nhiêu, phóng đại nhà mình ở thần chi lĩnh vực VL biết mấy, ở khu khác thì nguy hiểm nhường nào. Chẳng qua chém tới khu 10 thì lệ rơi đầy mặt, khu 10, bọn họ có vẻ rất bá, nhưng mà, quân mạc tiếu còn bá hơn. Ai đó bình luận, các khu trong vinh quang có thể nói là thiên hạ của những công hội lớn, tới khu 10, lại có vẻ rất bá thiệt, cái chữ có vẻ này cũng đã khiến bọn họ mất mặt vô vàn. Khu thảo luận không hiếm lời biện giải, thế nhưng, trước bảng kỷ lục trần trụi trước mắt, mọi giải thích đều vô dụng. Một câu có bản lĩnh thì lập cái kỷ lục đi làm các đại công hội phải ngã ngựa. Bất ngờ thay, gia vương triều lại có lý hơn cả. Dừng dậm băng xương, tuy chỉ là phó bản cấp thấp nhất, song ít ra ở đây, đội ngũ gia vương triều đích xác chèn ép quân mạc tiếu một bậc. Chỉ bằng đó, gia vương triều trên diễn đàn bên này dĩ nhiên được thổi phồng gấp bội, nghiễm nhiên mang tư thế vượt qua ba công hội lớn truyền thống. Đọc các bài thảo luận, Diệp Tu chỉ có thể cười trừ. Nếu là 10 năm trước, có năng lực thế này, bản thân khó lòng dần được cơn nhiệt huyết sôi trào. Nhưng giờ, lý tưởng của hắn, theo đuổi của hắn đã sớm không còn ở nơi này. Cục diện trước mắt đều do hắn bày ra, có cái là cố ý, có cái là vô tình, nhưng không có thứ nào làm hắn ngạc nhiên. Dưới cục diện này, làm thế nào lấy được thứ mình muốn, ấy mới là suy nghĩ của Diệp Tu, cũng là suy nghĩ của mỗi một công hội. Bọn họ đều giống nhau, không chỉ coi đấy là chuyện để buôn. Với họ, game là game, nhưng cũng là một nghề, bọn họ gửi gắm mục tiêu cuộc sống của mình vào đó. Cũng như bất kỳ người nào khác muốn sinh tồn, liều mình vì lý tưởng. Chẳng qua nơi giao tranh sống còn của họ là tại thế giới giả thuyết này mà thôi. Ngừng lướt khu 10, Diệp Tu lại chạy sang toàn bộ các khu chính khác như khu kỹ thuật, khu trang bị, khu phó bản vân vân. Diễn đàn là một nơi tốt nó tập hợp lượng tin tức lớn, tập hợp trí tuệ của biết bao người chơi. Có thể nói đây là trạm tình báo lớn nhất của Vinh Quang, nếu bạn giỏi về quan sát, bạn có thể từ nơi này mà thấy được rất nhiều thứ. Xem diễn đàn một lúc, đảo mắt đã là 8 giờ. Diệp Tu đứng dậy dạo quanh một vòng, hỏi quầy trước một cái, Đường Nhu và Trần Quả Thế mà vẫn chưa về. Diệp Tu hỏi đồng sự số di động của Đường Nhu, lập tức gọi qua hỏi. Alo, ai vậy? Tiếng Đường Nhu đầu bên kia khá lớn, chung quanh huyên náo ồn ào, hiển nhiên đang ở nơi nào rất tấp nập. Anh đây tối 9 giờ có trận PK, tới không? Diệp Tu hỏi, à, PK hả giọng đường nhu nghe rất hưng phấn, nhưng sau một hồi im lặng, cô vẫn tiếc nuối nói, không về được, mới mua vé với quả quả chuẩn bị xem phim nè. À, vậy tụi em coi vui nha. Diệp Tu lập tức cúp máy, đường nhu không thể tới. Đây là một chuyện rất ngoài ý muốn, nói tới sát cánh chiến đấu, thì mấy ngày nay đường nhu lăn lộn với hắn nhiều nhất, trên hết còn là người bên cạnh, dễ dàng liên lạc, ai rẻ cô em hôm nay lại chạy ra ngoài chơi. Đặt điện thoại xuống, Diệp Tu đăng nhập game, login liền thấy trong danh sách bạn tốt, bánh bao xâm lấn đang âu oh no. Vội gửi tin sang cho bánh bao xâm lấn, bánh bao, tối 9 giờ có trận PK. Ồ, oh, ai chán sống vợi, bánh bao xâm lấn hôm qua giết cả ngày, mặt mày huynh hoang cả lên. Chính là cái bọn hôm qua bị cướp boss. Diệp Tu nói, ây, còn chưa chịu phục sao, đúng lúc, dạy bảo bọn nó thêm một trận. Em đang ở đâu? Diệp Tu hỏi, khe núi nhất tuyến, có chuyện gì không? Diệp Tu hỏi, mưu đồ bá đạo lúc này có lẽ sẽ tạm không gây sự với họ, nhưng vẫn còn người chơi thuộc sáu công hội khác, hiện đang là giờ người chơi online đông nhất mà. Bánh bao xâm lấn phỏng trừng cũng là một trong các mục tiêu cần tập trung của đối phương, lộ diện ở khe núi nhất tuyến rất có thể bị người khác để mắt tới. Có chuyện, bánh bao xâm lấn nói, sao, em không ra được, bánh bao xâm lấn nói, bị chặn, không phải. Nơi này chưa từng tới, có hơi phức tạp. Bánh bao sâm lấn trả lời. Chỗ đó có hơi trách, em xuất bản đồ khe núi nhất tuyến ra xem kỹ xíu. Nhớ chọn đường ít người đi, vòng nhiều vòng, quan sát đằng sau có ai đi theo không. Diệp tu đổ mồ hôi hột, hôm qua bọn mưu đổ bá đạo kéo boss ngõ cụt, sâu trong đó đích thật là nơi hẻo lánh nhất trong khe núi nhất tuyến. Lão đại anh Minh quả thật có người theo sau em, bánh bao sâm lấn nói. Ồ, rồi sao? Diệp tu hỏi, em đang sông lên, Bánh bao sâm lấn nói. Diệp tu á khẩu, té ra mình nhắc nhở xong thằng nhỏ mới phát hiện ra sao. Chắc không lầm người đâu nhỉ. Hoài nghi của Diệp tu rất có đạo lý, có điều bánh bao sâm lấn lần này thật sự không lầm. Người chơi theo sau hắn, là người chơi bên hô khiếu sơn trang trong bảy công hội lớn. Sau khi phát hiện bánh bao sâm lấn bèn ngay tức khắc báo cho công hội, công hội biết nhóm quân mạc tiếu thực lực ai ai cũng nổi trội, một người sông lên quá nửa sẽ không làm ăn được gì, cho nên chỉ yêu cầu gã cẩn thận theo dõi hướng đi của bánh bao xâm lấn báo cáo mọi lúc còn bên bọn họ tức khắc tập kết người gần đấy lại tên theo đuôi bánh bao xâm lấn mới đầu còn cẩn thận sau lại nhận ra bánh bao xâm lấn vốn không có ý thức này có hai lần quay đầu mình không né kịp rõ ràng đã bị người ta phát hiện lòng dạ dối bời kết quả bánh bao xâm lấn vẫn không hề gì tiếp tục cất bước vì thế người chơi này dần dần cũng không để ý nhiều gã bây giờ chỉ nghi hoặc ý đồ của bánh bao xâm lấn Tên này vòng tới vòng lui, chẳng thấy đánh quái, cứ đi miết mãi một chỗ, thế mà được ba lần rồi. Không phải là lạc đường chứ, gã ta đang chạm tới chân tướng, bỗng bánh bao xâm lấn xoay người lại. Gã cũng không coi ra gì, vẫn đi tới trước, kết quả bánh bao xâm lấn đột nhiên chạy bước rộng tới. Người chơi hoảng hốt, dòm trái dòm phải, xung quanh gã không có một ai. Có quái có quái, tên này chạy như thế là muốn đánh quái một chút nhỉ. Đang nghĩ ngợi, bánh bao xâm lấn cũng hiểu mình không lầm, không để ý tới tiểu quái mà vọt thẳng về phía gã tay vung lên một cục gạch đã bay tới đầu gã người chơi vội né bánh bao xâm lấn đã hoàn toàn áp sát cho nên gã ta gấp rút gửi tin bị phát hiện rồi lập tức chiến đấu với bánh bao xâm lấn công hội cẩn thận đương nhiên không phải không có đạo lý người chơi bình thường hoặc là một vài người chơi nổi trội trong đám người chơi bình thường quả thật cũng không phải là đối thủ của bánh bao xâm lấn gã ta tới lui mấy hiệp tiếc thay cuối cùng vẫn bị đánh chết ha ha, chết rồi, tên nhãi này, hèn gì em cứ bảo đi theo mình làm cái gì. Bánh bao sâm lấn báo tin vui cho quân mạc tiếu, ôi trời, theo em nhiều lâu rồi. Diệp Tu vội hỏi, khoảng hơn 10 phút đi, bánh bao sâm lấn nói, bánh bao, em bị bại lộ rồi, có thể rất nhanh sẽ có người tới bao vây em. Diệp Tu nói, thế à, vậy xem ra chỉ có thể đánh một trận. Bánh bao sâm lấn nói, coi chừng độ bền vũ khí. Diệp Tu câm nín hồi lâu rồi nhắc nhở bánh bao xâm lấn vũ khí, ý, quyền trảo của em sao mất tiêu rồi, địch, vỡ rồi đi, độ bền vũ khí xuống mức không sẽ vỡ đó em xem lịch sử hệ thống xem. Diệp Tu trả lời, ấy già, thôi xong rồi, bánh bao xâm lấn đương nhiên cũng biết tầm quan trọng của vũ khí. Lịch sử hệ thống nhảy ra, quả nhiên vừa nhìn liền thấy tin độ bền quyền trảo cạn đáy nên bị hủy vừa nãy khi mới đánh chết gã kia xong. Diệp Tu cũng không biết nói gì cho phải, không có vũ khí chiến đấu, độ khó vượt quá tưởng tượng của em rồi. Bánh bao xâm lấn còn luyên thuyên không dừng, em thấy em còn hy vọng à? Diệp Tu hỏi, không còn, trừ phi lão đại anh tới cứu em. Bánh bao xâm lấn nói, chờ anh tới đó, em về thành dưỡng sức mất rồi. Diệp Tu nói, nếu đã vậy, lão đại anh về làm gì, em trực tiếp về thành, chúng ta gặp nhau ở chủ thành. Bánh bao xâm lấn quả nhiên thẳng thắn lại thoải mái, tay không nhào tới chọc tiểu quái, lùa được nguyên đám lớn. Người chơi công hội cũng nhanh chóng chạy tới bao vây, đúng lúc trông thấy bánh bao sâm lấn đang trong đống quái, hét to một tiếng các đồng chí vất vả rồi bị quái cắn chết luôn. Đù má, mọi người đồng thanh chửi, tên bánh bao này làm trò gì vậy? Loay hoay tới lui trong này, làm bọn họ cũng không dễ phán đoán, khó khăn lắm mới bao vây được, nó lại chui vô đám quái tự sát về thành, chẳng lẽ đây chính là mục đích của nó? Đám quái cắn chết bánh bao sâm lấn xong tản đi, thi thể bánh bao sâm lấn đã sớm không còn. chương 238, tuyển đại người. Lão đại, em tới thành không tích rồi nè bánh bao xâm lấn vừa đảo mắt đã sống lại ở chủ thành vui vẻ gửi tin tức em đọc đấy diệp tu trả lời nhưng em không có vũ khí cũng không có tiền bánh bao xâm lấn tiếp lời em thiệt độc ác chờ lát nữa anh đến diệp tu nói ok bánh bao xâm lấn còn phun cả tiếng anh diệp tu không để quân mạc tiếu về thẳng thành không tích mà lại đi về phía khe núi nhất tuyến cả lũ đều lo cao ở khe núi nhất tuyến thế nên sẽ gặp phải hoàn cảnh y như bánh bao xâm lấn. Tuy tin tưởng những người khác không đến mức giống cậu, ngơ ngơ mặc người bám đuôi mười mấy phút, nhưng dẫu sao vẫn gặp chút khó khăn. Trên đường đến, bản thân Diệp Tu cũng phải cẩn thận trốn tránh bất kỳ người chơi nào, vào 8 giờ 30 phút, chợt xuất hiện tin nhắc bạn tốt đăng nhập, Diệp Tu mở ra xem là phong sơ yên mộc của Tô Mộc Tranh. Ơ, ờ, người đâu cả rồi? Tô Mộc Tranh gửi tin hỏi, Đường Nhu và Kiều Nhất Phàm không có mặt, Đường Nhu khẳng định không thể tới, mà kiều nhất phàm còn chưa thấy đâu liên lạc cũng không được hết cách rồi diệp tu gửi một emo bó tay vậy còn đánh được không tô mộc tranh hỏi để coi sau em ra khỏi khe núi nhất tuyến trước đi cẩn thận xíu diệp tu nói địa điểm phong sơ yên mộc đăng nhập không hề hẻo lánh như bánh bao xâm lấn nhưng tô mộc tranh không mốc như cậu ta sau khi online đương nhiên biết phải phòng bị những gì kiểu địa hình của khe núi nhất tuyến lại rất dễ trốn chạy dù bị người theo sau, Tô Mộc Tranh vẫn ung dung lợi dụng địa hình mà cắt đuôi. Đáng thương cho đám người kia, vừa thấy phong sơ yên mộc, hưng phấn báo cáo công hội để tranh công. Sau đó lại đi theo, theo đã đời, người lại mất tiêu, công đâu không thấy, chỉ thấy bị mắng một trận, tâm tình của lão đại bảy công hội lớn hiện không tốt đẹp gì. Diệp tu tới gần ngõ vào khe núi nhất tuyến, thấy một người chơi đứng bồn chồn ngoài cửa, không đi vào cũng không rời đi, trong lòng ha tính toán cả. Không nhiều lời mà xông lên ngay, Hai ba nhát đã giết chết người ta. Các công hội lớn lập tức nhận được tin tức, phát hiện quân Mạc Tiếu tại lối vào khe núi Nhất Tuyến. 20 giây sau, phát hiện đồng chí đi trinh sát quân Mạc Tiếu đã hy sinh anh Dũng. Ở khe núi, phong sợi yên mộc của Tô Mộc Tranh đến chỗ ra vào, vừa lên liền thấy quân Mạc Tiếu. Ai ra, tới đón em hả? Tô Mộc Tranh nói, không phải, quân Mạc Tiếu của Diệp Tu đứng đó, bên cạnh lại có một thi thể. Đương nhiên chính là đồng chí vừa bị giết kia đã hy sinh mà vẫn định bụng thăm dò hướng đi của mục tiêu, quả thực tận tụy với công việc. Giết phong cảnh quá đi, Tô Mộc Tranh rất bất mãn với cái xác nọ, ngay cả pháo của phong sơ yên mộc cũng dơ sẵn lên. Đi thôi, Diệp Tu kêu, hai người rời đi, đồng chí trinh sát gửi tin hướng đi của hai người, hoàn thành sứ mệnh cuối cùng của mình. Mỗi công hội lại điều động người, triển khai việc tìm kiếm và đuổi giết, những người tham dự đều là người của hôm qua, nhưng ý chí chiến đấu lại không cao như trước mà những người từng tham gia chiến đấu thì trông khá khẩm hơn. Giống như cô ẩm, chỉ ít từng bị ăn hành, coi như có động lực để báo thù. Tuy nhiên, số người co giò chạy liên tục, chán trường chờ đợi đến hồ đồ như hôm qua lại không ít. Sau khi biết hôm nay phải tiếp tục, tất cả chuẩn bị sẵn phim ảnh, truyện tranh, tiểu thuyết, đồ ăn vặt để giết thời gian. Diệp Tu dẫn theo tô mộc tranh, hai người vòng vèo trong bản đồ một hồi, chuồn êm khỏi mạng lưới tìm kiếm của các công hội lớn, sao lại không về thành không thích mà đến chấn nhỏ bố nhĩ tư gần rừng rậm băng xương. Đây là điểm dừng chân đầu tiên của những người mới rời thôn Tân Thủ, thị trấn tuy nhỏ nhưng không thiếu thứ gì. Đấu trường từ bên này vào cũng tương tự, khi tới thị trấn bố nhĩ tư đã gần 9 giờ, Kiều Nhất Phàm vẫn chưa xuất hiện. Diệp Tu gửi tiền cho bánh bao xâm lỡ để cậu đi mua vũ khí trước, sau đó nhìn danh sách bạn tốt, biển thất, nguyệt trung nguyên, thiển sinh ly và mộ vân thâm ngược lại có online. Thế nhưng chưa bàn đến vấn đề thực lực, nếu họ tham gia, chính là dây vào cuộc phân tranh của Diệp Tu và các công hội lớn, sẽ sinh ra rất nhiều phiền phức. Diệp Tu không muốn họ bị dính vào chuyện này. 9 giờ, lại có tin bản tốt online, Diệp Tu mở ra xem, giả vị ương đã lên, Trương Tân kiệt quả là một kẻ đúng giờ. Hơn nữa người ta còn đứng sẵn ở cửa đấu trường, một bước nữa là có thể vào luôn. Thích vô giúp vui của tưởng du và bốn người kia cũng chuẩn bị tương tất, cả đám nào dám để Trương Tân Kiệt chờ mình đại giá họ không dám, Diệp Tu lại dám. Bắt đầu chưa, chưa đủ người, 4 tiếng 37 phút còn tìm không đủ người. Trương Tân Kiệt rất khinh thường hiệu suất này, bó tay rồi, đổi giờ đi, 12 giờ được không? Không được, đối với người nghiêm túc như Trương Tân Kiệt, 12 giờ là thời gian hắn say rất nồng. Vậy cậu nói thử xem, Diệp Tu trả lời, bao giờ thì có thể tập hợp đủ người? Trương Tân Kiệt hỏi, 12 giờ, vấn đề lại vòng về, vậy mai đi, hy vọng cậu không lỡ hẹn tiếp. Trương Tân Kiệt quyết đoán nói, hiển nhiên không muốn lãng phí thời gian nữa. Ai, đợt chút đã, tôi có người rồi. Diệp Tu đột nhiên kêu lên, hắn mới nhận được tin tức bạn tốt online, chưa kịp mở ra xem đã có tin gửi ngay đến, PK 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 PK. Kẻ phiền chết người lại tới rồi, Tô Mộc Tranh bĩu môi, quân mạc tiếu của Diệp Tu nhanh chóng vào đấu trường, lập phòng, bố trí hoàn tất, gửi số phòng cho Lưu Mộc của Hoàng Thiếu Thiên. Chờ tôi đổi tài khoản, Hoàng Thiếu Thiên lập tức nói. Cứ dùng cái này đi, Diệp Tu nói, làm gì, Hoàng Thiếu Thiên hỏi, giúp anh đánh chút, Diệp Tu nói, ngoá ngoá ngoá, tôi tới tìm anh để PK, anh nghĩ rằng tôi là thú triệu hồi của mình hả? Hoàng Thiếu Thiên mắng chửi, nhanh lắm, Diệp Tu nói, không có vũ khí, Hoàng Thiếu Thiên kêu, chú tìm bánh bao xâm lấn, cậu ta đang mua vũ khí đấy, bảo cậu ta mua dùm một cái luôn. Diệp Tu gửi tin, lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên hiện tại mới 27 chỉ có thể dùng vũ khí cấp 25, rẻ hơn vũ khí 30 nhiều. Chú em bánh bao, Hoàng Thiếu Thiên lại liên hệ với bánh bao xâm lấn, đang giờ cao điểm, trong chợ có rất nhiều quầy bán. Hai người cũng không phải kẻ thích trả giá, cấp tốc cầm hai món vũ khí trong tay, dọt thẳng đến đấu trường. Tại đấu trường, năm người kia nhận được số phòng thì lập tức tổ đội tiến vào, năm người tập hợp đủ. Tổ năm người của Tưởng Du, bốn nghề chiến đấu không hề đổi, chỉ có mục sư của giả vị ương bị Trương Tân Kiệt thay thế. Còn phía đám Diệp Tu, quân mạc tiếu của hắn và phong sơ yên mộc của Tô Mộc Tranh đã vào, người của ba chỗ trống bên dưới lại biến đổi chớp nhoáng như sẹt điện. Người của mấy cậu đâu? Trong cột tin tức sát bên, giả dạ vị ương đang gửi tin sang. Vị trí của người thứ ba chợt không chấp nhoáng nữa, nhân vật ổn định, bánh bao xâm lấn. Sát phía sau là người thứ tư, Lưu Mộc. Lưu Mộc, tưởng du ngẩn ra, ai vậy? Trương Tân Kiệt hỏi, hôm qua chúng ta không gặp người này. Thế nhưng, có không ít người chết dưới tay hắn ở rừng không chi. Hắn chỉ mới cấp 27, tưởng du vội giới thiệu, tranh thủ thời gian nào, tranh thủ thời gian nào, tranh thủ thời gian nào. Lưu Mộc vừa vào phòng, cột tin tức lập tức căng thẳng. Hơn nữa nói rất nhiều, tưởng du nhanh chóng bổ sung thêm, kiếm khách nói nhiều thịnh hành lâu rồi. Trương Tân Kiệt nói, ai nấy cười cợt, bọn họ đương nhiên biết nguyên nhân do đâu. Vậy tên kia là ai? Trong tiếng cười, nhân vật thứ năm theo sát Lưu Mộc không chấp nữa ngó xem thử, nhà quyền pháp liền nghi hoặc, người thứ năm bên đội quân Mạc Tiếu là một thích khách cấp 31, tên không không giết. Bọn họ chưa từng nghe qua cái tên này trong tin tình báo. Không không giết, tưởng du cũng buồn bực, vội vã gửi tin cho dạ độ hàn đàm, dạ độ hàn đàm lại không biết nhân vật ấy là ai. Chuẩn bị 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 chuẩn bị. Lưu Mục tiếp tục spam bên này, nếu chú không muốn bại lộ thân phận thì nói ít lại đi. Diệp Tu gửi tin cho Lưu Mộc, sao thế, dạ vị ương đối diện chính là Trương Tân Kiệt. Diệp Tu nói, thiệt đó hả, Hoàng Thiếu Thiên kinh hãi. Lúc này mọi người đã chuẩn bị xong, trận đấu đoàn đội chính thức bắt đầu, thoáng chốc đã tiến vào cảnh chiến đấu. Bản đồ mộ địa dung nham, lựa chọn ngẫu nhiên theo hệ thống, công bằng cho cả đôi bên. Thiệt hay giỡn, thiệt hay giỡn. Hoàng Thiếu Thiên vào bản đồ rồi vẫn tiếp tục truy hỏi. Giỡn đó, chú Sàm tiếp đi. Diệp Tu nói, theo thói quen, Hoàng Thiếu Thiên vừa vào trận đấu sẽ bắt đầu làm nhảm trong kênh tổ đội, giờ lại nhịn xuống. Mà nhân vật thứ năm không giết đang hối hả sông vào chiến trường. Ô, người anh em này gấp gáp quá vậy, ai đó? Hoàng Thiếu Thiên hỏi, không biết, Diệp Tu nói, không biết, Hoàng Thiếu Thiên không hiểu, không đủ người, vào đại thôi. Diệp Tu nói, mọi người muốn ngất, phòng của Diệp Tu không cài pass, đương nhiên là ai cũng có thể vào, ba vị trí trước đấy biến đổi như xẻ điện cũng là do có người vừa vào đã bị Diệp Tu đá ra, chừa chỗ cho bánh bao xâm lấn vào Hoàng Thiếu Thiên. Đợi hai người đến đủ, hắn cũng không để ý nữa. Vì vậy người thứ năm chưa bị đá chính là thích khách không không giết. Còn vì sao bên mưu đồ bá đạo lại không ai chui vào? Đó là vì đây là một trận đấu mang tính đánh cược, lúc tiến vào hệ thống sẽ gửi tin hỏi có đồng ý không? Bên bọn Diệp Tu thua chỉ mất lời hứa, thắng sẽ có đầy vật liệu, thua thì trả sao cả bên mưu đổ bá đạo thắng chẳng được gì thua lại mất rất nhiều vật liệu thằng nào sẽ đồng ý với điều kiện này mà lỡ tay ấn nhầm đồng ý trên người không có ngần ấy vật liệu hiếm cũng không được vào tuy đẳng cấp tên lưu mục rất thấp nhưng theo tin tình báo từ phía rừng không chi cho biết thực lực của hắn không hề kém còn tên thích khách lại chẳng có bất luận tin tức gì có điều được tham gia vào trận đánh cuộc này em nghĩ quân mạc tiếu đặt lòng tin nơi gã e rằng thực lực của gã cũng khá mạnh Phía mưu đồ bá đạo vốn đang thảo luận về lưu mộc và không không giết, sau khi vào trận vẫn còn bàn tiếp. Tưởng Du nói hết những phân tích của mình, coi kìa, tên thích khách đó đang lao đến đây. Nhà quyền Pháp kêu lên, dạ vị ương của Trương Tân Kiệt liếc mắt nhìn sang, quả nhiên thích khách không không giết đã tách khỏi đội ngũ, đơn thương độc mã xông về phía họ. Đây là chiến thuật gì? Trương Tân Kiệt còn đang suy ngẫm không không giết đột nhiên dừng lại, xoay người giọt về. Lại quay về rồi, đám người của mưu đồ bá đạo khó hiểu, em biết mấy thím thấy rừng không tích ở đâu rồi, bác bướm ghi nhầm đó. Tại vì tác giả rất năng suất, ra chương đều đều nên rằng nhầm nhọt rất nhiều, ở đây tại tụi em sửa hết rồi. Chương này rừng không chi, tác giả ghi thành rừng không tích hết hai lần. Mấy chương trước có lúc tác giả ghi sai từ, lúc lại ghi nhầm tên em này là em kia. Xin giới thiệu với mấy thím, đây là một lỗi rất tên mà tận sau này mới có. Ngoại trừ nói đi, Trần Quả còn có thể nói gì khác đến sau cùng chỉ còn lại cô, Đường Nhu, Tô Mộc Tranh và Diệp Tu ba nam một nữ. chương 239, mục tiêu hàng đầu, năm người mưu đồ bá đạo nhìn thấy thích khách không không giết đột một sông lên, sau đó lại đột một lui lại. Còn đang kinh ngạc, chuyện ly kỳ hơn đã xảy ra. Thích khách lên nhanh rút lẹ kia bỗng dưng biến mất không thấy tung tích. Chuyện gì xảy ra, nhà quyền pháp kinh hãi, thậm chí tưởng màn hình mình hỏng, nghiêng đầu nhìn màn hình Trương Tân Kiệt. Kết quả cũng y vậy, Thích khách không không giết ở đâu chẳng thấy. Ra kia, tưởng du chợt kêu to, không không giết bóng từ dưới đất bay lên, nhưng lại lập tức rớt xuống, sau đó mất tiêu như cũ. Khoảng cách quá xa không thể nhìn rõ, nhưng mơ hồ trông thấy trên người không không giết lốm đốm lửa. Không thể nào, ngoại trừ Trương Tân Kiệt bất động thanh sắc, những người khác đã đồng thanh kêu lên. Theo tiếng kêu của bọn hắn, không không giết lại nhảy lên, lần này thì không rớt mất xác lần nữa, cuối cùng cũng chịu xuất hiện một cách bình thường trong tầm nhìn mọi người. Trên người gã được ánh bạch quang bao bọc, dễ thấy là vừa được bắp cho một chiêu hồi máu của mục sư. Không lẽ thằng này xảy chân rớt xuống dung nham, nhà quyền pháp ngạc nhiên hỏi, hơn nữa còn nhảy không ra, giọng của kiếm khách cũng đầy nghi ngờ. Bản đồ mộ địa dung nham này cũng tương tự mai cốt chi địa, chủ yếu là hòm đá, bia mộ, cây khô. Điểm khác nhau là cả bản đồ bị nhiều rãnh xẻ ngang dọc thành hơn chục mảnh, trong các rãnh đó cũng không phải nước bình thường, mà là suối dung nham nóng chảy. Người chơi mà rớt xuống sẽ lập tức dính đi bắp bỏng, dù lập tức nhảy lên cũng phải kéo dài tiếp 5 giây. Các rãnh suối dung nham này, nông có sâu có, hẹp có rộng có, người chơi luôn phải đề phòng để không rơi xuống. Mà không không giết biến mất khi nãy, chính là do gà tới lọt chân xuống dung nham. Bọn tưởng du không nghĩ tới thứ lỗi sơ cấp như vậy, nên cả đám đứng nghi thần nghi quỷ. Đợi khi thằng này vọt lên trở lại cùng cả thân lấm chấm đúng hồng, không ai không rõ nữa vậy cũng rất vô dung nham, thằng này não tàn hả. Tay thiện xạ nói, có lẽ nhầm lẫn, nhà quyền pháp vẫn sóc, nhầm lẫn tới hai lần, kiếm khách nói, chuyện gì cũng có khả năng mà, nhà quyền pháp không dám xem thường tay thích khách này, gã vẫn cảm thấy cần phải đề phòng. Được rồi đừng nói nữa, tóm lại là không được khinh thường. Tưởng Du nói, Trương Tân Kiệt im lặng từ đầu đến giờ rốt cuộc mở miệng, vừa nói chuyện là trực tiếp ban lệnh chỉ huy, trận ích, quyền pháp, thiện xả cánh trái, kiếm khách, Pháp sư cánh phải. Cự ly 10 bước, vị trí của trận ích cũng tương tự như con Ngũ Văn trong mặt trược. Năm người bọn họ gồm nhà quyền pháp, kiếm khách lần lượt lên trái phải phía trước, thiện xạ và pháp sư nguyên tố tấn công xa bọc hậu phía sau, bốn người tạo thành một hình vuông cạnh dài 10 bước, còn mục sư của Trương Tân Kiệt đứng giữa. Lên, Trương Tân Kiệt phát lệnh, năm người giữ nguyên trận thế cùng đồng loạt xông tới. Trương Tân Kiệt đứng ở trung tâm, tầm mắt chăm chăm dán vào kẻ ở giữa năm người đối diện phía bên kia mới đầu diệp tu nhìn thấy tên không không giết vào trận sông pha liền vội gọi giật lại kết quả người anh em này sảy chân phát rơi xuống dung nham hơn nữa nhảy luôn hai lần mới leo lên dù vậy dung nham dính trên người vẫn tiếp tục đốt hp của gã diệp tu vội cho quân mạc tiếu thả một chiêu hồi máu bay qua người này xem ra cũng không có gì đặc biệt ai diệp tu thở dài tiện tay mót ra một cao thủ ăn ở kiểu vậy đâu phải lúc nào cũng gặp người anh em gấp quá vợi Lưu Mộc của Hoàng Thiếu Thiên Tiến lên cười nói, thích khách không không giết vừa hoàn hồn, xem HP được kéo về lại, thở phào một hơi mới nói chẳng phải ông nào kêu tranh thủ thời gian à. Ông nhớ kỹ giọng nói vừa nãy, lát nữa nó nói gì ông cũng đừng có nghe. Diệp Tu nói, đù má, Hoàng Thiếu Thiên không phục, ông là ai, không không giết hỏi lại, cái thằng kế bên ông Á. Diệp Tu nói, không không giết nhìn sang, lê lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên xong mới nói cấp 27. Ma mới không biết gì, đừng có bày đặt chỉ huy. Ok. Ngó. Ma mới chết tiệt dám nói tôi ma mới. Hoàng thiếu thiên nổi giận. Được rồi im lặng hết đi. Mọi người vào chỗ chuẩn bị. Quân địch đánh tới rồi kia. Diệp Tu nói. Hai người vội câm miệng. Mắt nhìn sang đối diện. Năm người bên kia quả nhiên đã có hành động. Năm người tản ra, xông lên, không hề trốn tránh. Mà với bản đồ dung nham mộ địa này cũng vốn chẳng có nơi nào trốn với tránh. Hòm đá mộ bia kia nọ chỉ có thể yểm hộ thôi. Trận ích hà, sau đây, Hoàng Thiếu Thiên hỏi, nhắm đứa chính giữa, Diệp Tu nói, duyệt, đơn giản mà bá đạo, cầy phát nát luôn. Hoàng Thiếu Thiên khen ngợi, làm gì có chuyện dễ vậy, Diệp Tu cười, với Hoàng Thiếu Thiên và Tô Mộc Tranh, bốn chữ nhắm thẳng trung tâm được gọi là chiến lược, nhưng với bánh bao xâm lấn và không không giết, Diệp Tu lại thay đổi cách nói đơn giản hơn. Theo anh, Diệp Tu kêu lên, bánh bao xâm lấn lập tức ngầm hiểu, lập tức bay đến cạnh quân Mạc Tiếu. Coi chừng rớt xuống dung nham, Diệp Tu nhắc nhở, trình độ đội ngũ khập khiếng thật là quá phiền, cái gì cũng phải hướng dẫn. Hai bên cùng sông đến giữa bản đồ, trên đường chẳng chéo suối dung nham, tất nhiên là phải nhảy qua. Nhưng vì vậy mà tranh lệch trình độ được dịp thể hiện rõ rệt. Thích khách không không giết rõ ràng không phải dân cao thủ, lại bị ám ảnh với dung nham, trở nên cực kỳ cẩn thận. Người khác chạy nhảy vù vù, gã tới gần dung nham sẽ giảm phanh, sau đó lựa xong chỗ mới nhảy cứ vậy nhất định sẽ bị cả đội cho rơi ngược lại bên mưu đồ bá đạo thao tác bốn người như nhau đội hình nhấp nhô nhưng không loạn trương tân kiệt trình độ cao hơn hẳn nhưng am hiểu nhất chính là phối hợp đội ngũ chậm chút chậm chút vừa nhảy qua một suối dung nham diệp tu liền phát hiện vấn đề gọi mọi người giảm tốc lại cả đội di chuyển chậm lại phối hợp tốc độ không không giết đã chậm lại trương tân kiệt không bỏ qua bất kỳ tiểu tiết nào cẩn thận phân tích tất cả hành động của đối phương. Bọn tưởng du cũng nhìn ra tốc độ của phe kia không bằng bên mình, rõ ràng là trình chưa tới nên bị địa hình cản trở, sĩ khí dâng cao, nhảy vô cùng hai. Chú ý, bậc thầy pháo súng, hai bên tiếp cận nhau, vừa đến cự ly công kích của bậc thầy pháo súng Trương Tân Kiệt lập tức nhắc nhở. Phong sơ yên mộc chưa có động tính, bên mưu đồ bá đạo đã bắt đầu đề phòng. Vị trí cả bọn quân mạc tiếu nhìn như lộn xộn, nhưng càng tới gần càng gom về trung tâm trương tân kiệt lập tức nhìn thấu vội kêu lên vị trí trước hai sau ba thứ này nếu là ra lệnh cho đường nhu hay bánh bao xâm lấn nhất định không ai biết nhưng bốn người tưởng du dù không phải tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng đã đủ hiểu nhận được lệnh kiếm khách và nhà quyền pháp phía trước rừng bước tụ gần hàng giữa thiện xạ và pháp sư phía sau đuổi lên đứng hai bên mục sư giả vị ương biến trận rồi hoàng thiếu thiên kêu lên đã thấy diệp thu nói bậc thầy pháo súng chuẩn bị tô mộc tranh nhấc pháo lên khoảng cách vào tầm bắn nhưng diệp tu vẫn chưa phát lệnh công kích khoảng cách hai bên càng lúc càng gần cuối cùng chỉ cách nhau một suối dung nham nhất cử nhất động đều bị nhìn thấu triệt không ai lên tiếng chỉ có âm thanh lục bục của dung nham sôi trào ngoài ra là tiếng bước chân càng lúc càng gần gần hơn gần hơn gần hơn diệp tu trương tân kiệt hai người đều chăm chú quan sát cử động của đối phương khoảng cách thỏa cự ly công kích của bậc thầy pháo súng cự ly công kích của thiện xạ ngay cả Pháp Sư Nguyên Tố cũng có thể tấn công. Không ai nhúc nhích, không ai phát động công kích, hai bên đều đang đợi thời cơ, thời cơ cần nắm bắt, ai bắt được trước có thể chiếm được lợi thế. Thấy kẻ địch tấn công, phản ứng sau đó chỉ có thể là né tránh. Khai hỏa, trốn, hai mệnh lệnh, một lặng yên thả vào kênh đội ngũ, một được kêu to lên. Thời gian chênh lệch không đến một giây, họng pháo của phong sơ yên một vé lửa, giật lên hai phát, ba mảnh pháo ầm ầm lao ra, tạo thành đường thẳng với biên độ công kích lớn nhất. Bên ngưu đổ bá đạo vốn xem bậc thầy pháo súng là trọng điểm đề phòng, khi họng pháo vừa lóe, Trương Tân Kiệt hô to một tiếng, đội ngũ đang ở trận thế 2, 3 lập tức tách ra hai bên. Pháo chống tăng xuyên qua lúc đội ngũ tách ra, năm người không dính chút thương tổn nào. Quân Mạc Tiếu, Lưu Mộc, bánh bao xâm lấn cùng không không giết đã cấp tốc chuyển sang cánh trái kẻ địch, chuẩn bị nhảy qua suối dung nham. Phong sơ yên mộc yểm hộ một cột pháo laser, đánh hai người bên cánh phải đội mưu đồ bá đạo tạm thời bị tách làm hai bọn diệp tu nhất định phải bắt được cơ hội này dựa vào ưu thế nhân số đánh chết mục sư của trương tân kiệt lúc này trương tân kiệt bỗng dưng mỉm cười trình độ quân mạc tiếu này thật không tệ quả nhiên bắt được thời cơ tấn công tốt nhất nhưng mà lúc ấy không ra lệnh tấn công trước không phải vì không thể mà vì cố ý nhường cho quân mạc tiếu thời cơ muốn nắm bắt chính là lúc này đây lên lại một tin nhắn lẳng lặng thả ra nhanh chóng hiện lên trong kênh đội ngũ của mưu đồ bá đạo kiếm khách trước người giả vị ương tựa như sớm chuẩn bị vội lao ra, kiếm khí rút đao chảm tung bay hướng đến giữa không trung. Đó là vị trí quân mạc tiếu phi thân lên để nhảy qua suối dung nham. Cùng lúc, Pháp sư Nguyên Tố phóng liệt diễm chấn động, nhà Pháp sư theo sát kiếm khách, nhảy lên ưng đạp hỏng dẫm nát quân mạc tiếu. Cái kiểu di chuyển hai ba này, Hoàng Thiếu Thiên đột nhiên phát hiện cách di chuyển của bên kia không phải chia theo hàng dọc như thông thường, mà là hàng ngang. Bên hai là nhà quyền pháp và kiếm khách cùng che chở cho mục sư chuyển qua cánh trái, còn bên ba là thiện xạ và pháp sư nguyên tố lại dịch sang phải. Di chuyển như vậy, lúc này có thể phản kích hiệu quả nhất. Mục tiêu đánh chết hàng đầu của Diệp Tu là giả vị ương của Trương Tân Kiệt. Kẻ đầu tiên Trương Tân Kiệt muốn diệt, cũng là quân Mạc Tiếu. chương 240, Chiến thuật ngôi sao, Pháp sư Nguyên Tố, nhà quyền Pháp và kiếm khách của mưu đồ bá đạo cùng tấn công về phía quân Mạc Tiếu đang phi thân lên, cả ba nghe theo chỉ thị của trương tân kiệt sớm đoán được hành động của quân mạc tiếu diệp tu giữa lưng chừng chỉ thấy kiếm khí dưới chân còn có liệt diễm chấn động dâng lên từ dung nham nóng bỏng vồ lấy hắn khoảnh khắc gặp nạn ấy hắn chợt xoay nửa người ô thiên cơ phất ra một tiếng đùng phi súng quân mạc tiếu đột nhiên dùng phi súng trong lúc nguy cấp thân mình xoay nửa vòng trên không sửa lại phương hướng tiến lên vốn muốn đánh đối thủ ở cánh trái lúc này bất chợt bay về phía cánh phải mưu đồ bá đạo cánh trái là nhà quyền pháp và kiếm khách đang che chắn giả vị ương. Cánh phải là hai nghề hệ viễn trình thích vô giúp vui của tưởng du và tay thiện xạ. Liệt diễm chấn động của tưởng du chưa kịp chúng quân mạc tiếu, thiện xạ đang đứng cách một bờ dung nham đối mặt bắn tỉa cùng phong sợi yên mộc của tô mộc tranh. Không hề ngờ đến việc quân mạc tiếu xoay người trên không tấn công về phía hai người. Thiện xạ thật ra biết chút ít về thể thuật, nhưng gã lại đang cùng phong sơ yên mộc kiềm chế lẫn nhau nên không tiện thoát thân mà chiêu lạc hoa trưởng được tưởng du thể hiện chiều hôm ấy đã được chứng minh là trò cười. Biết rõ sự lợi hại của quân Mạc Tiếu, cả hai có chút hoảng, không hề nghĩ đến đáp trả, rứt ra lui hết về sau. Bên cánh trái, rút đao chảm của kiếm khách vồ hụt thì không sao. Ưng ừ đạp của nhà quyền Pháp xuống chân rồi, ai rè mục tiêu lại bay mất giữa trời. Nhà quyền Pháp không cách nào bay tiếp ngay lúc này, chỉ đành trơ mắt nhìn nhân vật của mình rất xuống. Mà ngó thử phương hướng hạ cánh, hẳn chưa đến mức đạp phải dung nham. Tiếc rằng suy đoán này của gã có hơi ngây thơ, người đang đứng đối diện dòng nham thạch là ai cơ chứ? Lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên là kẻ am hiểu nắm chắc cơ hội nhất trong toàn bộ vinh quang, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Nhà quyền Pháp vừa mới cảm thấy mình sẽ không ngã, chợt thấy kiếm khách cấp 27 đứng bờ kia đột nhiên nhảy ra sau, một đường kiếm quang bình thường hất ngược lên, kiếm khí lướt qua, như thoáng sượt qua nhà quyền Pháp. Cơ thể nhà quyền Pháp không bị đánh bay mà chỉ hơi xê dịch, ưng đạp đáp xuống buộc phải dẫm một hồi sát mép bờ nhà quyền pháp hoảng hốt vội muốn nhảy bật lên nhưng hoàng thiếu thiên sẽ chừa cơ hội cho gã ư tất nhiên là không một đường kiếm quang lại hạ xuống gõ một đòn công kích thường lên đầu nhà quyền pháp nhà quyền pháp hết mánh rơi xuống giữa suối đung nham lửa cháy toàn thân sinh mệnh bắt đầu bị đốt dần nhà quyền pháp ngửa người muốn nhảy lên xoay góc nhìn lại thấy tên kiếm khách vẫn lù lù đứng đấy lòng thầm than khổ biết đối phương sẽ không cho mình cơ hội vội chạy trong dòng dung nham định bụng nhảy ngược về bên bờ ta. Nhìn thấy nhà quyền pháp ngã xuống dung nham, sao Trương Tân Kiệt và kiếm khách lại không cứu chứ? Chẳng qua kỹ năng duy nhất có cự ly đủ xa để lướt qua dòng dung nham rút đao chảm của gã mới dùng lên người quân mặc Tiếu, còn đang trong thời gian đóng băng. Gã chỉ có thể đứng bên bờ dương mắt nhìn, Trương Tân Kiệt lại có mánh khóe hơn, hắn giơ cây thánh giá lên ngâm phép, muốn dùng ngọn lửa thần thánh. Bánh bao xâm lấn không hề nhàn rỗi, nhảy sang cho giả vị ương ăn gạch, lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên chợt chắn trước mặt cậu, vô dụng thôi, khoảng cách không đủ. Đủ đó chứ, bánh bao xâm lấn cũng có sức phán đoán, thiếu chút nữa, cố ý dụ chú đó. Hoàng Thiếu Thiên nói, gian trá quá, bánh bao xâm lấn tin ngay, vì thế cục gạch trong tay ném thẳng về nhà quyền pháp đang đứng giữa dung nham. Dung nham ngoại trừ tạo sát thương bỏng bên ngoài, không gây ảnh hưởng gì khác đến nhân vật, nhà quyền pháp lật đật né tránh. Bánh bao xâm lấn giận dữ mắng, mày còn dám tránh. Lại ném cắt sang, Nhà quyền pháp bực bội, sao tao không thể tránh? Phạm Vi ném cát rất lớn, khoảng cách lại gần, quả thực tránh không hết. Nhà quyền pháp đang tận lực chuyển góc nhìn để tránh bị mù. Tránh trái trốn phải, nhà quyền pháp vật vã lết lên được bờ, gấp gáp nhảy cao, sau đó thấy lửa đạn bừng sáng trước mặt. Má nó, nhà quyền pháp mắng, chịu sự cản trở của lửa đạn mà té ạch về suối dung nham. Chuyển góc nhìn, là một pháo bất ngờ đến từ phong sơ yên mộc. Nhảy giọng nói của Trương Tân Kiệt chợt truyền tới. Nhà quyền pháp nghe xong không quan sát cục diện gì nữa, đứng dậy nhảy ngay. Lúc này rút đao trảm của Hoàng Thiếu Thiên cũng hết CD, vốn dĩ có thể chém ngược nhà quyền pháp trở về, nhưng ngọn lửa thần thánh của giả vị ương đã ngâm xong, một ngọn lửa trắng bốc lên. Nắm thời gian quá chuẩn, lưu mộc của Hoàng Thiếu Thiên buộc phải né tránh skill phong ấn nhân vật này, mà chiêu rút đao trảm của kiếm khách kia cũng vừa hay, phối hợp với ngọn lửa thần thánh, một đường kiếm khi chém tới càng ép người lùi bước. Nhà quyền pháp nghe theo lệnh của Trương Tân Kiệt, thân mình nhảy về phía bờ. Còn có sơ hở, nhưng chỉ chút thôi. Trương Tân Kiệt ngẫm nghĩ, chợt thấy một đường kiếm quang lóe sáng từ bờ bên kia. Cùng một kỹ năng rút đao chạm, trong mắt Trương Tân Kiệt, ánh sáng của đường kiếm ấy lại áp đảo hoàn toàn kiếm khách của họ. Không sai, những bố trí của hắn theo lý thuyết có thể giúp đỡ nhà quyền Pháp nhảy lên bờ. Tuy nhiên, đây lại là hành động phối hợp của ba người, chỉ cần một người chậm trễ hoặc nhanh hơn cũng sẽ không đạt được sự hoàn mỹ 100%. Mà một phần trăm sai lầm, ai có thể bắt giữ chính xác chứ trương tân kiệt vốn nghĩ thế nhưng giờ hắn biết mình sai rồi rút đao trảm của lưu mục xuất hiện quá gần nhưng mục tiêu công kích của hắn cũng rất gần thế thì rút đao trảm của hắn ta và kiếm khách ai có thể trúng mục tiêu nhanh hơn nếu kiếm khách nhanh hơn rút đao trảm của hắn khẳng định sẽ bị đánh gãy hắn không thể vừa trốn tránh ngọn lửa thần thánh lại vừa đánh ra một kiếm trúng mục tiêu nhanh hơn kiếm khách được sự thật là hắn ta làm được kiếm quang của lưu mục rơi trúng nhà quyền pháp trước trong tiếng gầm đù má, nhà quyền Pháp lại rớt xuống rung nham lần nữa. Rút đao chảm của kiếm khách đến sau, không biết hơn kém bao nhiêu, nhưng những gì mọi người nhìn thấy là, sau khi Lưu Mục đánh rớt nhà quyền Pháp, thu kiếm, đỡ đòn, vậy mà đỡ được rút đao chảm của kiếm khách nọ. Tên này, sắc mặt của Trương Tân Kiệt rốt cuộc thay đổi, chỉ bằng vài chi tiết nhỏ, nếu như là cố ý, thao tác ấy xứng được gọi là cấp thần. Lưu Mục này là ai? Rút đao chảm của kiếm khách không chúng nhưng Trương Tân Kiệt đã sớm giao kế hoạch kế tiếp, nhà quyền pháp tuy không cứu được, gã vẫn dựa theo kế hoạch cũ mà làm. Chân đạp lên bờ, kiếm khách phi thân nhảy lên, đường kiếm quang từ trên cao rơi xuống, một chiêu ngân quang lạc nhẫn nhắm về phía bờ bên kia. Nơi đó có ngọn lửa thần thánh mà đám người lưu mộc tránh không kịp, nhưng đối với người của mưu đồ bá đạo, đó là một lần yểm trợ tuyệt vời. Cùng lúc đó, gã chợt nghe thấy tiếng hô của Trương Tân Kiệt khoan làm đã. Hả, kiếm khách kinh ngạc kêu lên, nhưng quá đối muộn màng, người của gã đã bay vèo qua bờ kia. Ngân quang lạc nhẫn vừa trượt xuống, gã thấy lưu mộc nhảy ra sau tránh sóng xung kích khi mình đáp đất. Tiếp đấy, gã chợt nhìn thấy dưới chân lưu mục hiện ra sóng xung kích. Đó là cái gì? Trong sự kinh ngạc của kiếm khách, nhân vật của gã cũng bị đợt sóng xung kích ấy hất lăn quay. Là ngân quang lạc nhẫn luôn ư, hắn nhảy hồi nào, sao éo thấy vậy? Trong lòng kiếm khách muôn vàn câu hỏi, lại không thay đổi được sự thật bị hất ngã của mình. Gã định nhanh chóng dùng chịu thân, cơ mà ngó thấy điểm rơi đã khóc thầm. Chỗ hắn rơi xuống chính là dung nham, dùng hay không dùng chịu thân có khác gì đâu. Trong dung nham có sẵn một nhà quyền pháp đáng thương, giờ kiếm khách cũng chố mắt nhìn mình đến chung vui cùng nhà quyền pháp. Cả lũ vùng vẫy trong biển lửa tìm kiếm cơ hội nhảy lên bờ, mà ba đứa không biết xấu hổ kia lại đứng chết dí trên bờ, không thèm công kích, chỉ giữ skill để canh họ nhảy lên là quất rất về ngay. Động tác giả không hề có hiệu quả, đối phương hoàn toàn nhìn thấu ý đồ cũng như hành động của họ, chỉ kiên nhẫn chờ cả hai chết cháy trong suối dung nham nồng cháy. Trên người cả hai sáng bừng ánh lửa, đồng thời còn ẩn hiện ánh sáng trắng. Bờ bên kia giả dạ vị ương đang hồi máu liên tục cho cả hai. Mà phương pháp này há có thể kéo dài, bấy giờ Trương Tân Kiệt chỉ mong ba tên kia mau nhân lúc quanh hắn không có ai mà đến hành hắn đi. Chẳng ngờ cả ba hoàn toàn phớt lờ hắn, chỉ đứng bên kia bờ, dây dưa với nhà quyền Pháp và kiếm khách. Thiện xạ và Pháp sư đâu? Trong lòng Trương Tân Kiệt cảm thấy không ổn, đang cần viện trợ gấp hắn mãi bận rộn bên này mà không để ý cả hai kết quả chuyển góc nhìn thử trương tân kiệt tuyệt vọng id pháp sư nguyên tố của tưởng du đặt tên không tốt tẹo nào thích vô giúp vui quả thực là thích vô giúp vui lúc này đã chạy vô dung nham giúp vui rồi thiện xạ đâu trương tân kiệt chuyển góc nhìn trong nháy mắt thiện xạ vừa bị quân mạc tiếu bắt được một chiêu quang ném ném chính xác vào suối dung nham thích vô giúp vui của tưởng du vẫn rất cố gắng nhảy lên song bờ bên kia phong sơ yên mộc bắn một pháo tới, mặt mày khói bốc hoa nở liền rất trở về. Đến tận đây, năm người của mưu đồ bá đạo, bốn giấy ruộng trong suối dung nham, biết rõ phải mau leo lên, lại bị đám người của quân mạc tiếu cho kẹt chết bên dưới, muốn sống cũng không được. Chiến thuật, Trương Tân Kiệt luôn lưu ý vị trí di chuyển, hành động và suy đoán của đối phương. Nhưng giờ ngẫm nghĩ lại, đối phương có chiến thuật ư? Có vẻ không hề có. Từ đầu tới cuối, đối phương chỉ xông lên, sau đó đến nơi phát huy mà thôi quân mạc tiếu còn có lưu mộc thực lực của cả hai cao hơn hẳn đám người tưởng du bậc thầy pháo súng cũng không thể xem thường khả năng kiềm chế và phối hợp vô cùng xuất sắc còn tên không không giết kia thu hút sự chú ý và coi chừng của mọi người nhưng gã làm được gì không hề có hoàn toàn không bánh bao xâm lấn còn ném được hai cục gạch và mấy nhúng cát còn tên không không giết chỉ bám nuôi mọi người anh đâu em đó tuyệt đối chỉ theo chơi tuyệt đối là vai quần chúng nếu bảo đối phương có chiến thuật, ắt chỉ là chiến thuật ngôi sao. Đách cần biết chiến thuật hay đấu pháp của mày là gì, bên tao chỉ cần hai tên yêu nghiệt, đủ để hành lũ bay lên bờ xuống ruộng. Lúc này, trong đầu Trương Tân Kiệt chợt hiện lên một suy nghĩ đáng sợ. Suy nghĩ này cực kỳ hợp lý, lại làm hắn không thể tin được. mươi 241, đùa quá lố. Có thể nói, Trương Tân Kiệt hiểu rất rõ trình độ của mấy người tưởng du. Nhân tài trong trò chơi được câu lạc bộ phát hiện là chuyện thường ở huyện, thuộc công hội nhà mình nên độ quan tâm hẳn phải hơn. Nhóm tưởng du là những người mạnh nhất trong công hội mưu đồ bá đạo, chiến đội cũng từng để ý đến. Nhưng để ý thôi chứ vẫn chưa mời vào chiến đội, cũng nhiều ít chứng tỏ trình độ bốn người chưa đủ tiêu chuẩn chuyên nghiệp, cũng không có yếu tố gì để tiến bộ thêm. Chẳng qua, Trương Tân Kiết vẫn nắm được thực lực bốn người, chưa đủ tiêu chuẩn chuyên nghiệp, nhưng không yếu đến nỗi ai cũng bắt nạt được. Thế mà giờ thì sao, bốn người thảm hại dẫy ruộng giữa dung nham, bị đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay ngay cả Trương Tân Kiệt cũng hết đường xoay sở, dù sao hắn cũng là một mục sư, bị đối phương bơ đi thì cũng làm gì được. Hắn chỉ không ngừng hồi phục cho bốn người đứng trong dung nham, vắt óc nghĩ kế sách. Bốn người trong dung nham đã cố lắm rồi, không biết họ đã nhảy bao nhiêu lần, nhưng đứng bên bờ, bất kể quân mạc tiếu, lưu mộc, hay bánh bao xâm lấn, và cả phong sơ yên mộc cũng sẽ chăm sóc họ tận tình chu đáo. Bốn người tụ lại, tản ra, dương đông kích tây, bùng nổ hay vờ mạnh mẽ, thủ đoạn nào cũng dùng rồi, mà đều vô ích. Bốn người vẫn đứng trong dòng dung nham cao tới eo, nhìn máu mình từ từ bị đốt cạn. Mà tia hy vọng của họ Trương Tân Kiệt, thì sau vài phương án chỉ huy thất bại, đang điều khiển giả vị ương đi đi lại lại. Nhìn dáng vẻ này, bốn người đã hiểu, trong tình cảnh này, cả Trương Tân Kiệt cũng bó tay. Nhưng nhìn Trương Tân Kiệt vẫn kiên trì hồi phục giúp họ chống đỡ, trong lòng dù nản nhưng bốn người vẫn không từ bỏ, cắn răng thử tiếp. Chạy xa ra, tưởng Du kêu to, hai bên trái phải thiện xạ và kiếm khách men theo dòng dung nham chạy ra xa đây rõ là hành động được ăn cả ngã về không với phạm vi di tản lớn như thế đối phương canh từng người một ắt cũng sẽ bị phân tán theo nhưng đồng thời bọn họ chạy ra xa quá mục sư của trương tân kiệt cũng không thể hỗ trợ chu toàn nhân vật không được hồi máu nếu không cố nhảy ra dung nham cuối cùng chỉ có bị chết cháy trong đó nhưng trừ cách này còn cách nào khác đâu bốn người im lặng bắt đầu chạy ra hai hướng theo ý tưởng của tưởng du. Quả nhiên vừa xé lẻ ra hai hướng, đã có hai người thoát khỏi phạm vi trị liệu của giả vị ương. Đồng thời cũng không thể phối hợp với nhau, giờ chỉ có tự thân ai nấy lo. Trương Tân Kiệt cười khổ, hắn định nói gì đó, cuối cùng lại nuốt trở vào. Cách của tưởng du thật không khôn ngoan, bởi nhóm đối phương có cao thủ, đánh sâu lâu cũng là sở trường của họ, vậy mà tưởng du lại đi lấy cách một đấu một này để thoát thân, đây chẳng phải là lấy yếu trọi mạnh hay sao cách này sợ là không được ngoài cách này ra những cách có thể thử trương tân kiệt đều thử cả rồi nhưng công cốc đối phương lấy thủ làm công phòng ngự vô cùng chặt chẽ không chủ động tấn công chỉ chờ bốn người chết cháy giữa dung nham trương tân kiệt hết cách rồi nhưng đám tưởng du vẫn đang cố gắng chống chọi việc gì hắn phải hắt cho họ gáo nước lạnh chứ nghĩ thế trương tân kiệt không nói gì nữa hắn tiếp tục hồi phục cho những đội viên trong phạm vi có thể tính xem pháp lực của mình có thể duy trì đến bao lâu mà hai người đang chạy dần xa ấy, quả nhiên đối thủ cũng cắt cử hai người đi theo, phong sơ yên mộc theo một người, lưu mộc theo một người. quân mạc tiếu cùng bánh bao xâm lấn và không không giết ở lại trông chừng. hệt như trương tân kiệt lường trước, chiến thuật này không mang lại cơ hội xoay chuyển nào. kiếm khách và thiện xạ vẫn bị phong sơ yên mộc và lưu mộc o ép trong dung nham như trước. chính diện thì sao? tán nhân quân mạc tiếu với lối đánh đa dạng và cả vũ khí trong tay kia nữa, cuối cùng trương tân kiệt cũng tận mắt trông thấy khi viễn công khi cận chiến vừa tận tình chăm sóc mục tiêu của mình vừa thi thoảng giúp bánh bao xâm lấn trương tân kiệt thở dài đánh thượt hắn biết hết hy vọng rồi theo một phát pháo bay đến bên này của phong sơ yên mộc nhân vật thiện xạ của mưu đồ bá đạo đã xám ngắt đó là người đầu tiên chết giữa dung nham ngay sau đó kiếm khách sâu lâu với lưu mộc cách nhau sáu cấp cũng không thêm được ưu thế nào cho gã núi bước thiện xạ trở thành người thứ hai ngã xuống thích vô giúp vui của tưởng du và nhà quyền pháp sau có giả vị ương bọc hậu, vẫn cố đấm ăn xôi. Nhưng sẽ chẳng lâu đâu, Phong Sơn Yên Mục bắn đạn pháo tới, thẳng vào giả vị ương. Lưu Mục bên kia cũng nhảy qua dung nham chạy về bên này. Tụi tôi thua, Trương Tân Kiệt gửi tin trên kênh công cộng. Ha ha, nhận rồi nhận rồi. Diệp Tu đáp, cậu là ai? Trương Tân Kiệt hỏi, như cậu thấy đó, là cao thủ. Diệp Tu trả lời, Trương Tân Kiệt im lặng. Diệp Tu, Hoàng Thiến Thiên, Tô Mộc Tranh. Ba cái tên này đã sớm hiện lên trong đầu hắn, nhưng là một người cẩn thận chặt chẽ, chưa chính xác 100%, hắn không dễ dàng đưa ra kết luận. Nếu đúng là ba người này, thì Trương Tân Kiệt phải thừa nhận, lần này mình đùa quá lố rồi. Dẫn theo bốn người tưởng du, muốn giành thắng lợi từ ba người này là điều không tưởng. Sự ăn ý, phối hợp trong nhóm tưởng du từng được Trương Tân Kiệt cho là lợi thế. Nhưng trong bảy mùa giải chuyên nghiệp đã qua của Vinh Quang, có tới năm lần Diệp Tu và Tô Mộc Tranh được bầu chọn là cặp đôi tốt nhất hai lần không được là vì khi đó Tô Mộc Tranh còn chưa vào liên minh chuyên nghiệp. Đứng trước mặt cặp đôi hợp dơ nhất của toàn bộ vinh quang, ăn ý và phối hợp là lợi thế ư. Hai chết mất, nếu quả là thế thật thì Trương Tân Kiệt sẽ vô cùng xấu hổ. Vậy mà hắn vẫn không thể lảng đi những suy đoán này. Kỳ thực, hắn không nắm chắc nhiều lắm về Diệp Du và Tô Mộc Tranh, trừ trực giác quen thuộc ra hắn không thực sự thấy căn cứ chính xác nào. Nhưng tai lưu mộc kia, từ một thao tác đã hoàn toàn lộ tiêu chuẩn cấp thần, cộng thêm hắn ta quá sức im lặng trong cả trận đối kháng theo như tính báo trước kia thì tay này rất lắm mồm thế mà lần này lại rất yên tĩnh lý do vì đâu hay không phải một người hay nói nhiều không phải thói quen của hắn ta nên lúc có lúc không hoặc là tay này chính là hoàng thiếu thiên lần này cố ý che giấu nếu cố tình giấu thì chỉ có thể vì không muốn bị người khác nhận ra hắn ta sợ ai nhận ra sợ mình ư sợ mình biết tổng nói vậy họ biết mình là ai rồi sao một trương tân kiệt cẩn thận chặt chẽ, khi suy xét vấn đề sẽ không loại bỏ bất cứ khả năng nào. Vừa nghĩ vừa không khỏi chỉnh góc nhìn về phía đối diện. Quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc vẫn lẳng lặng đứng đó. Sau khi Trương Tân Kiệt báo tin nhận thua, bên đó trừ bánh bao xâm lấn còn ném một cuộc sạch, khoảng một nắm cắt ra, những người còn lại đều ngừng công kích. Thích vô giúp vui của tưởng du và nhà quyền Pháp cũng đã nhảy khỏi suối dung nham, trên người lốm đốm ánh lửa, Trương Tân Kiệt không hồi phục cho hai người nữa, hai người cũng không nói năng gì. Tất cả đều đứng lặng, tâm trạng thế nào, hắn có thể đoán được. Mấy cậu không còn gì muốn nói nữa thì thoát nhá. Diệp Tu lên tiếng, là giọng của Diệp Tu phải không? Trương Tân Kiệt phát óc nhớ, hận không mở dụng cụ ghi âm ra ghi lại đem về nghiên cứu. Hắn không tiếp xúc giọng nói với Diệp Tu nhiều, trong đấu chuyên nghiệp, tiếng nói hai bên bị chặn, không thể nói chuyện. Trong trò chơi thì được chọn, thỏa thuận với nhau là có thể nói. Trương Tân Kiệt gửi tin nhận thua, cũng là thói quen từ thi đấu chuyên nghiệp. Quân Mạc Tiếu, tưởng du nghiến răng nghiến lợi, rất muốn tổng sỉ vào một hơi. Có phải dạng sáng lại muốn gặp nhau ở khe núi nhất tuyến không? Diệp Tu cười hỏi, không nhắc thì thôi, vừa nhắc tới khe núi nhất tuyến là tưởng du lại đắng lòng, hận không thể nhảy qua dung nham hành cho quân Mạc Tiếu một trận. Nhưng Trung Quy gã vẫn bất động, bởi gã rõ hơn ai hết, cuối cùng mất mặt chỉ có mình gã thôi. Ông chờ đó, tưởng du vô lực ham dọa, ha ha, chờ mà, lúc nào muốn cá cược cũng được, hoàn nghênh lại đến lần sau. Diệp Tu nói, thoát đi, Trương Tân Kiệt nói xong, ba người đều thoát khỏi trận đấu, hệ thống tuyên bố nhóm quân Mạc Tiếu chiến thắng. Ngoá há há, Trương Tân Kiệt bất lực rồi, thấy một kiếm kia của tôi có hoành tráng không? Tưởng hạn chế được ông đây sao, phải công nhận là hắn ngây thơ quá đó. Hoàng Thiếu Thiên vừa thấy bên kia ao hết, vội vàng mở văn mồm, cướp cả lời của hệ thống. Ừ, cũng không tệ, Diệp Tu đáp, cũng không tệ thôi hả? Đu, nói cho mà biết, vào thời điểm đó, có thể làm được như thế không quá 10 người đâu nhá. Hoàng thiếu thiên cãi, anh nằm trong số ấy nhỉ. Diệp tu vặn lại, đương nhiên, Hoàng thiếu thiên nói, vậy anh không hiểu chú còn khoe với anh làm gì. Diệp tu đáp, tôi đi đổi ơ cao, quyết đấu đi. Hoàng thiếu thiên kêu lên, một kiếm hoành tráng đó của chú nhất định đã khiến Trương Tân Kiệt sinh nghi. Nhưng với tính cách cẩn thận chặt chẽ của hắn ta, chưa có căn cứ chính xác sẽ không dễ dàng kết luận. Giờ chú lo cao lưu mộc, Lock in giả vô thanh phiền là giúp hắn có thêm bằng chứng hở. Diệp Tu hỏi, Hoàng Thiếu Thiên ngẩn ra, cùng ngây dại giống hắn bấy giờ, còn có thích khách không không giết kia. Một đống vật phẩm to sụ sau tin tức thắng lợi đã khiến cậu chàng trợn tròn hai mắt. Hiển nhiên, lúc trước gã không hề để ý trận đấu cá cược những gì. Mọi người ra đi, Diệp Tu nói, ơ, ờ, những món kia, không không giết quanh có muốn hỏi những vật phẩm kia thì sao, đội viên có phần hay không? Vất vả rồi, cho ông cái này nói đoạn Diệp Tu gửi yêu cầu giao dịch với không không giết. Không không giết vừa chấp nhận, thì thấy vật phẩm đối phương đưa vào rõ ràng là một cây kiếm tím cấp 30. a à, không không giết sung sướng nhận, trận đấu này gã chẳng phải làm gì cũng được một món vũ khí tím, trong trò chơi có chuyện hời vậy sao? Trong lúc không không giết không biết phải biểu đạt thế nào, thì những người kia đã nhanh chóng rời khỏi trận đấu. chương 242, lỗi của tôi, câu lạc bộ bá đồ, trong phòng làm việc của công hội rất yên tĩnh, chẳng ai nói câu nói người tham chiến thực tế chỉ có ba nhưng những người khác đều theo dõi từ đầu đến cuối bọn họ không cần chen lấn vào đám người đứng sau trương tân kiệt đấu trường có thể kết nối giữa các cụm máy chủ họ chỉ cần cầm tài khoản của mình quay về khu thường tìm số phòng rồi tiến vào quan sát trận đấu là được tưởng du là kẻ đứng đầu công hội sau khi thua trận có hơi thất thố không phải gã không muốn tỏ ra phong độ nhưng tâm lý thật sự chênh lệch quá lớn có trương tân kiệt giúp đỡ Gã vốn tưởng kèo này mình ăn chắc, sự xoắn suýt giữa mưu đồ bá đạo và quân mạc tiếu ở khu 10 sẽ đến hồi chấm dứt. Kết quả, dứt đâu không thấy, mà chỉ thấy ngày càng căng. Sau khi rời trận đấu, chuột của tưởng du xém bị bóp nát, gã nhịn lắm mới không lật bàn. Dù sao trận này còn có Trương Tân Kiệt tham gia, nếu gã phát cáu thì Trương Tân Kiệt cũng sẽ khó chịu. Thế nhưng, có phần thắng nhiều hơn thật sao? Tưởng du không rõ phải chăng do trình độ của mình chưa đủ, suy đoán ban đầu của Trương Tân Kiệt, gã lại không nhìn ra được chút nào trong cả trận. Bốn người bị ném vào dung nham đến chết, đây chính là đấu pháp cao thủ trêu ma mới ở bản đồ mộ địa dung nham mà. Phần thắng nhiều hơn ư, tưởng du thầm oán trong lòng, nếu người nọ không phải Trương Tân Kiệt, gã đã bắt trước đội trưởng bá đồ Hàn Văn Thanh, nhào lên mắng cho một trận. Lỗi của tôi, trong phòng làm việc đột nhiên có người mở lời, ánh mắt mọi người đổ dồn về đấy, người đang nói là Trương Tân Kiệt. Tôi đã quá khinh thường thực lực của đối thủ, bất kể là quân mạc tiếu lưu mộc hay phong sơ yên mộc năng lực cá nhân của họ đều rất mạnh trương tân kiệt nói trận đấu này chỉ cần ba người họ là đủ hai người còn lại là ai không quan trọng trương tân kiệt tiếp tục nói quân mạc tiếu mạnh đến nhường nào tưởng du kiềm không được bật hỏi có lẽ nên tăng cường thăm dò thực lực của họ trương tân kiệt nói tăng cường thăm dò hẹn họ đánh thêm trận nữa trương tân kiệt nói còn hẹn nữa hả tưởng du hoảng sợ chẳng phải tên kia bảo muốn cược lúc nào cũng được sao. Trương Tân Kiệt nói, thì nói thế thật, nhưng chúng ta, tôi sẽ dẫn người sang. Trương Tân Kiệt nói, cả phòng giật mình, Trương Tân Kiệt định dẫn người sang, đương nhiên là dẫn chiến đội sang, thực lực quân Mạc Tiếu thật sự mạnh thế sao, cần cả chiến đội chuyên nghiệp ra thu phục. Tưởng Du thoáng chốc lại hưng phấn, gã nghĩ lần này hẳn không sai sót gì, đội chuyên nghiệp ra quân, họ còn không bắt được quân Mạc Tiếu ư. Nếu đám quân Mạc Tiếu mạnh đến độ dần được cả đội chuyên nghiệp, bọn chúng còn quanh quẩn trong game làm gì. Dự là nên lập hẳn chiến đội thẳng tiến liên minh chuyên nghiệp giật quán quân cho rồi. Lúc nào, tưởng du kích động hỏi, hai ngày nữa là thứ bảy, có trận đấu, hẹn chủ nhật đi Trương Tân Kiệt nói. Được, tưởng du vội đáp, lập tức liên lạc quân Mạc Tiếu. Thằng đó ok rồi, gã nhanh chóng nhận được hồi âm, ừ, vậy tôi về trước. Trương Tân Kiệt gật đầu, rời khỏi, trận đấu kết thúc chóng vánh, còn chưa đến 10 giờ, Trương Tân Kiệt trở lại chiến đội, nhìn căn phòng huấn luyện vẫn sáng đèn. Bước sang đó, Trương Tân Kiệt nhìn thấy Hàn Văn Thanh đang ngồi trên máy tính của mình, điều khiển đại mạc cô Yên diễn tập như thường lệ. Là tập luyện cũng là kiểm tra, Hàn Văn Thanh đeo tai nghe, chăm chú hết mực, cả phòng huấn luyện chỉ vang vọng tiếng bấm phím và chuột của anh, Trương Tân Kiệt lặng lẽ bước đến sau, Hàn Văn Thanh cũng không hề hay biết. Bài tập luyện đã tiến hành được 2 phần 3, đại mạc cô Yên chạy hào lên một đoạn sườn dốc, thao tác lay động rích rác tránh những mũi tên đâm thẳng tới, nhảy qua bờ kênh sâu trước mặt, lăn mình, né người, vung quyền đấm vỡ bốn quả bong bóng lơ lửng không theo quy luật xung quanh. Phía trước bục ngang đã hết đường, chỉ có những miếng đá đặt chân trôi nổi trên không. Đại mạc cô yên không hề do dự, nhân vật phi thân nhảy sang, rơi đúng vào một miếng đá đang bay qua. Không hề ngừng nghỉ, tiếp tục nhảy, miếng thứ hai, miếng thứ ba, miếng thứ tư. Đại mạc cô yên cứ tiếp tục lao thẳng về trước, tốc độ nhảy siêu tốc và thành thạo đủ làm người suýt xoa. Nhưng Trương Tân Kiệt biết rõ không phải thế, tiết tấu nhảy của Đại Mạc Cô Yên đã xảy ra vấn đề. Có lẽ không phải hình thành trong lúc nhảy, mà sự trệch nhịp tích lũy dần trong suốt 2 phần 3 bài tập trước đấy. Trong bài tập cần nắm chặt thời gian hơn kém, ảnh hưởng của sự trệch nhịp rốt cuộc hiện rõ. Không kịp rồi, Trương Tân Kiệt thầm nói trong lòng, Đại Mạc Cô Yên vừa đặt chân lên một miếng đá, nhưng giờ không thể nhảy liên tục ngay được, bởi không còn miếng đá đặt chân nào nữa. Đại Mạc Cô Yên tất phải dừng lại lâu hơn trên đấy trôi lơ lửng chờ đợi thời cơ nhưng hàn văn thanh lại cứ như chẳng hay biết không hề dừng bước mà dũng mãnh tiến thẳng hệt như phong cách ngần ấy năm của anh khí phách hiển lộ không chút sợ hãi thế nhưng miếng đá đối diện kia vẫn cách anh hai ô sượt qua bên người hàn văn thanh phẫn nộ đập phím tuy rằng anh sớm đã biết rõ kết quả này đại mạc cô yên rơi xuống thoáng chốc là tối tăm vô tận bài tập chưa đến hồi kết nhưng màn hình tối đen vẫn hiện ra thời gian và trình tự hoàn thành còn cả bóng hình đứng sau của Trương Tân Kiệt. Hàn Văn Thanh quay đầu, Trương Tân Kiệt lại chẳng nói câu nói. Hắn không phải mới thấy cảnh này lần đầu. Hàn Văn Thanh, quyền hoàng Đại Mạc Cô Yên, bại trận những ba lần, lại chưa từng từ bỏ. Cuối cùng vào mùa giải thứ tư của Liên minh chuyên nghiệp Vinh Quang, đánh bại chiến đội Gia Thế và Diệp Thu không ai bị nổi, chính tay mai táng vương triều của Gia Thế, viết nên một hồi truyền kỳ về vị đại thần hàng đầu. Mà bước đến kiếp sống chuyên nghiệp năm thứ 8, phản ứng và tốc độ tay của anh cũng dần tụt dốc bài luyện tập vừa nãy đặt ra đủ loại chướng ngại yêu cầu người thao tác dùng nhiều thao tác như di chuyển công kích né tránh lăn mình nhảy cao để vượt qua nó kiểm tra rất nhiều phương diện là một bài tập mang tính tổng hợp mạnh nhất hàn văn thanh không phải không hoàn thành nổi bài tập này tuy nhiên anh không thể nào đạt được thời gian kỷ lục của trước đây nữa thất bại như vậy trương tân kiệt đã nhìn thấy nhiều lần hàn văn thanh đang đấu tranh như việc anh biết rõ miếng đá kia không thể nhảy lại cứ cố chấp lựa chọn nhảy lên đó là sự không cam trong lòng anh trong chuyện này trương tân kiệt thật sự không an ủi được huống chi người như hàn văn thanh không cần bất kỳ lời an ủi nào bị trương tân kiệt chứng kiến sự thất bại của mình hàn văn thanh thậm chí không hề giải thích chỉ xoay người mà thôi sao rồi hàn văn thanh hỏi anh biết trương tân kiệt đi đâu biết từ lúc chiều hôm trương tân kiệt xin phép người như trương tân kiệt khi xin phép sao không đưa ra đầy đủ lý do chứ thua trương tân kiệt nói thua trạng thái của hàn văn thanh tuy trượt ánh mắt sắc bén lại không chút phai nhạt thực lực của đối phương mạnh hơn hẳn dự kiến của tôi trương tân kiệt nói mạnh bao nhiêu chuẩn chuyên nghiệp trương tân kiệt nói đua chuẩn chuyên nghiệp mà chạy vào game hàn văn thanh nói chẳng phải tôi cũng chạy vào game đấy thôi trương tân kiệt chứng minh cho việc đôi khi cũng có vài trường hợp đặc biệt lấy video thu hình anh xem thử hàn văn thanh nói tất nhiên có video thu lại nhưng những thứ này không thể luôn mang trên người. trương tân kiệt liên lạc với tưởng du bảo gã gửi tệp sang viết thu hình bắt đầu bên mưu đồ bá đạo không có gì đáng nhìn. hàn văn thanh nhắm thẳng màn ảnh về phía đối thủ sau đó chỉ thấy không không giết giấy ruột trong suối dung nham cái đống bùi nhùi gì đây mấy cậu bại bởi đối thủ thế này à? hàn văn thanh tức giận tên này theo chơi trương tân kiệt nói hàn văn thanh nhìn tiếp cuộc chiến của đôi bên diễn ra với một dòng dung nham ngăn cách ngay giữa. Vị trí di chuyển và ý đồ chiến thuật của hai bên khá bình thường với một kẻ giao tranh đã lâu trong giới chuyên nghiệp như Hàn Văn Thanh. Mãi đến khi quân Mạc Tiếu dùng phi súng đổi hướng giữa không trung, tránh thoát sự sắp xếp do Trương Tân Kiệt chỉ huy. Tán nhân, tốc độ không tồi, Hàn Văn Thanh nhận xét. Trương Tân Kiệt biết, tốc độ mà Hàn Văn Thanh bảo chính là phản ứng và tốc độ tay của quân Mạc Tiếu. Vào hoàn cảnh ấy, đổi thành một tên thiện xạ hoặc một tán nhân bình thường, dù phát hiện ra cũng không chắc tránh khỏi những đòn công kích bằng phi súng được nhưng quân Mạc Tiếu làm được. Hàn Văn Thanh rất hiếm khi khen ngợi một người, câu không tồi đã được coi như một sự tán dương rất lớn. Tiếp đấy là một kiếm của Lưu Mộc, Hàn Văn Thanh chợt bấm rừng, rồi kéo về coi lại, slow motion, lặp lại ba lần. Trương Tân Kiệt không nói gì, chỗ tuyệt nhất của cả trận chính là đây. Thao tác này, Hàn Văn Thanh cũng không nói nên lời. Thao tác này, nếu là anh của thừa đỉnh cao sẽ không phải chuyện chi to tát. Nhưng anh của hiện tại không còn nắm chắc hoàn toàn nữa. Có điều, đây chẳng qua chỉ là một video thu lại. Tên kia làm và thành công, nhưng hắn ta làm trong tình huống nắm chắc mấy phần. Chuyện đấy lại không nhìn ra được, thao tác ấy quả thực xứng cấp thần, nhưng chỉ vậy mà coi đây là trình độ đại thần thì quá qua loa. Trương Tân Kiệt hiểu rõ đạo lý ấy, Hàn Văn Thanh cũng hiểu, thế nên nhìn xong ba lần cũng không trần chờ nữa, tiếp tục xem. Sau đấy là cảnh cả bốn lần lượt bị ném xuống suối dung nham, trông như bị trâu. Hàn Văn Thanh càng xem càng tức, bực bội tắt luôn video phần sau không cần coi tiếp kết quả đã rõ đối phó với bốn tên bị dìm mà còn cần phát huy kinh người sao lưu mộc không hề gửi bất kỳ tin nào trong cả trận nhưng theo lời của người từng so đấu với hắn tên này rất lắm mồm giọng nói hay bóng thoại đều nhiều vô cùng cậu đang ám chỉ điều gì hàn văn thanh nói trương tân kiệt không đưa ra kết luận gì chỉ tiếp tục nói món vũ khí trong tay quân mạc tiếu hoàn toàn thay đổi vận mệnh của tán nhân một món vũ khí đủ để cháy bừng lại cách chơi đã hóa cho tàn này còn phong sơ yên mộc có lẽ không thu hút ánh nhìn, nhưng lại cho thấy độ hiểu biết chiến thuật và ý thức phối hợp cực cao. Đặc biệt là khi phối hợp cùng Quân Mạc Tiếu. Dẫu là thế, mấy cậu thua quá nhục nhã rồi." Hàn Văn Thanh nói, "Là lỗi của tôi." Trương Tân Kiệt đáp rằng, "Chương 243, nghĩ cách cứu viện bánh bao." Hàn Văn Thanh lại bấm mở video thu hình vừa tắt, bấy giờ góc nhìn chỉ tập trung trên người Quân Mạc Tiếu, tua qua rất nhiều đoạn, chỉ khi Quân Mạc Tiếu đổi trạng thái vũ khí thì mới dừng lại quan sát cẩn thận. Xem lại video có thể tự do chỉnh góc nhìn, khoảng cách và góc độ, nhìn phát là biết ngay tất cả biến hóa của ô thiên cơ trên tay quân Mạc Tiếu. Mới gặp lần đầu, Hàn Văn Thanh Bảo, anh là lão binh gia nhập liên minh từ mùa giải đầu, từng gặp qua vô số trang bị, kỹ thuật hay đấu pháp mới lạ, nhưng chưa bao giờ nghe nói đến món vũ khí thần kỳ và quái lạ như ô thiên cơ. Theo lẽ thường, một món vũ khí thế này sẽ không xuất hiện vì tiện trong tay một người chơi thường. Trương Tân Kiệt nói, hơn nữa còn là khu mới Hàn Văn Thanh tiếp lời, "Tưởng Du đã thảo luận với tôi, cậu ấy đoán có người của câu lạc bộ nào đang thử nghiệm vũ khí bạc. Nhưng nhìn thái độ chơi game của Quân Mạc Tiếu sau này lại cảm thấy không giống lắm." Trương Tân Kiệt nói, "Vậy cậu thấy thế nào?" Hàn Văn Thanh hỏi, "Tôi cho rằng nên tăng thêm bước thăm dò nội tình." Trương Tân Kiệt đáp, "Trong lòng cậu thật ra sớm có kết luận rồi phải không?" Hàn Văn Thanh nói, "Trương Tân Kiệt không nói. Món vũ khí này được chế ra vì tán nhân, tuy nhiên Tán nhân có được nó cũng chỉ mới giải quyết được một nửa vấn đề. Một nhân vật mạnh mẽ không chỉ ở bản thân nhân vật mà còn phụ thuộc vào kẻ đứng phía sau điều khiển. Hàn Văn Thanh nói, trong liên minh hiện nay, ai đủ đa tài để thích hợp làm tán nhân nhất? Ờ, chắc chắn là Dụ Văn Châu, cậu ta có tố chất khá toàn diện, tuy tốc độ tay kém cỏi, nhưng dùng một nghề đa tài phối hợp tác chiến với toàn đội, bấy nhiêu thôi là đủ. Hàn Văn Thanh nói, Hử, Trương Tân Kiệt hơi bất ngờ, hắn nhanh chóng ngẫm lại cảm thấy suy đoán trên cũng rất hợp lý kiếm khách lưu một quá giống hoàng thiếu thiên nếu người ở cạnh là dụ văn châu thì sẽ thành chuyện thường đến thử nghiệm vũ khí bạc có lẽ cũng là mục đích của câu lạc bộ lam vũ thế nhưng nhưng từ tin tình báo của công hội thời gian online của quân mạc tiếu rất dài lại không giống như có người chơi hộ dù là dụ văn châu hay bất kỳ ai trong liên minh chuyên nghiệp không ai có nhiều thời gian như thế thật ra còn một người nữa Trương Tân Kiệt gần như không kiềm nổi mà nói ra suy đoán không chắc chắn của mình. "Cậu Bảo Diệp Thu, khi Hàn Văn Thanh nhắc tới cái tên này chợt khẽ cười lạnh, thằng đó đã biến rồi, còn xuất hiện làm gì?" Trương Tân Kiệt im lặng, chuyện Diệp Thu giải nghệ làm vô số người cảm thấy kinh ngạc và thương cảm. Hàn Văn Thanh trái lại rất khinh thường, "Không có tiền đồ, đấy là câu bình luận duy nhất vào cái ngày Hàn Văn Thanh nhìn thấy tin Diệp Thu giải nghệ." Trương Tân Kiệt thấy rằng ẩn sau sự khinh thường kia, hẳn đang cất giấu sự không cam và chút cô đơn nhỉ. Tuy liên minh hiện nay có rất nhiều đối thủ không thua kém Diệp Thu, nhưng lão đối thủ từng xây sát 7 năm, át chiếm phần đặc biệt hơn. Số ván mà hai người từng so đấu với nhau còn là kỷ lục hàng đầu trong liên minh đấy. Sau này cậu định xử lý thế nào? Hàn Văn Thanh đã suy nghĩ bước tiếp theo. Hẹn họ tái chiến ván nữa, tôi muốn dẫn theo vài người trong đội. Trương Tân Kiệt nói, à, trong tay có tài khoản thuận tiện nào không? hàn văn thanh hỏi nhà quyền pháp có một cái trương tân kiệt trả lời thế anh có thể đi thử ván rồi hàn văn thanh dứt lời ánh mắt dừng lại tại hình ảnh của quân mạc tiếu trong video dù rằng điều gây kinh ngạc nhất trận là một kiếm nọ của kiếm khách lưu mộc nhưng điều làm hàn văn thanh và trương tân kiệt chú ý nhất vẫn là tán nhân quân mạc tiếu trong game online dạ đồ hàn đàm cũng đến coi so đấu có đội phó trương tân kiệt trợ giúp mà vẫn thua dạ đồ hàn đàm cũng rất bất ngờ vật liệu dành dùng khổ cực hồi lâu cứ thế bị quân mạc tiếu cố mất, gã đau lòng còn hơn tưởng du. Có điều, gã nhanh chóng biết được tin Trương Tân Kiệt chuẩn bị dẫn hẳn đội chuyên nghiệp sang từ tưởng du, thoáng kinh ngạc sau đó lại ôm niềm tin gấp bội. Chẳng qua cược thêm một cuộc tất phải cố gắng gom hàng, dạ đồ hàn đàm vừa phái người dạo trợ, vừa chỉ huy đám tinh anh tranh thủ đánh phó bản. Cả lũ đã có chiến đội chuyên nghiệp ra trận, lập tức trở nên chán trường với chuyện vây bắt chặn đường lãng phí trong game. Bởi hợp tác quá lỏng lẽo, hành động dần theo cho vui của mưu đồ bá đồ không bị ai phát hiện các công hội khác vẫn rất cố chấp phát hiện đám quân mạc tiếu liền kêu hô hành động nhân vật của diệp tu và tô mộc tranh đang ở trấn nhỏ sát biên giới ra đấu trường cẩn thận nhiều hơn nên cũng không bị ai chú ý bánh bao xâm lấn lại ở thành phố lớn như thành không thích mới bước ra đã bị vô số ánh nhìn chằm chằm hướng tới đi đến cửa thành không biết bao góc nhìn của nhân vật chĩa ngay người bánh bao xâm lấn tựa như ai đồ quốc dân vừa ra khỏi cửa thành, không ít kẻ bắt đầu manh động. Ra thêm chút nữa, ra thêm chút nữa, tất cả thầm mặc niệm trong lòng. Bánh bao xâm lấn còn cách khu an toàn của chủ thành quá gần, ngã cái thôi có thể lăn ngược vào. Ai rẻ bánh bao xâm lấn chỉ đứng ra một ô, làm dáng ra oai thong thả sang trái phải hai bước, cười to bảo, há 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 há, đám ma mới tụi bay, nghĩ ông mày mắc bẫy hả. Nói xong lại chui vào thành, cả đám hận đến nghiến răng, nhưng còn cách nào khác chứ đi lẻ tẻ sợ ngăn không nổi người ta kéo bầy đi thì lại như bây giờ đứa mù cũng thấy có vấn đề lão đại ơi sao giờ ra không được bánh bao xâm lấn ngoài mặt chảnh chọe sau lưng vội vàng kêu cứu diệp tu mà trước đó cũng nhờ nghe diệp tu nhắc nhở cậu nhóc mới chú ý nhiều thế nếu không lấy sự lơ ngơ của bánh bao xâm lấn nào để ý có nhiều kẻ xấu đứng canh trong và ngoài thành vậy có khi còn thấy hoang mang nữa tụi anh tới đón em chốc nữa lúc loạn lạc em hãy lẫn giữa dòng người chui ra Diệp Tu chỉ thị, rõ rồi, thế là bánh bao xâm lấn rất bình tĩnh bày một quầy nhỏ ở cửa thành. Mỗi ngày phá bản, đồ cam và đồ tím của Boss có tỷ lệ rơi, nhưng đồ xanh sẽ 100% rơi xuống. Đội ngũ trước giờ đều phân theo nhu cầu, gặp phải những thứ không cần, người nào thích thì nhặt. Bánh bao xâm lấn vì vậy cũng nhặt chút đồ, giờ bày quầy ra, đặt tên là hàng từ đội hòa thuận nhất vũ trụ. Người chơi của mỗi công hội lớn trong và ngoài thành thức sùi bọt mép, nhưng người ta vẫn ngồi trình hình ra đấy, chuyện trò vui vẻ với đứa bảy quầy kế bên, ai nấy càng nhìn càng bực. Diệp Tu và Tô Mộc Tranh vòng vo nhiều lần mới từ chấn nhỏ sát biên giới đến thành không tích, không nhiều lời mà lập tức nghĩ cách cứu viện bánh bao. Tán nhân của Diệp Tu mở ra hình thức bậc thầy pháo súng. Cùng phong sơ yên mộc của Tô Mộc Tranh, mới lộ mặt đã dùng từng phát pháo chống tăng nổ chết núi người canh gác ngoài thành. Quân mạc tiếu kia, có em mắt tinh phát hiện ngay, nhưng đạn pháo đã bay tới nơi. Trong màn khói súng, cả lũ nhanh chóng đánh trả, nhóm người bậc thầy pháo súng có cùng tầm đánh đã gác pháo lên nổ súng. Nhưng tấn công thế này có thể làm gì được Diệp Tu và Tô Mộc Tranh? Hai người không hề tiến sát lại gần, chỉ bắn phá từ xa ở vòng ngoài. Những tay tấn công xa của công hội bắn trả ở bên, nhóm cận chiến thủ ngay cửa lại vần quanh bao vây. Nơi để PK ngoài cửa thành rất nhiều, như PK trong đấu trường, thắng thua chỉ đạt số liệu thắng lợi và điểm tích lũy trong đấu trường, không mất kinh nghiệm. Cho nên những kẻ có thủ muốn quyết thắng thua sẽ không đi đấu trường, thường hẹn luôn ngoài cửa thành, đại chiến 300 hiệp, chết lại chui từ cửa thành ra chiến tiếp cũng gần hơn. Vì vậy, nhiều khi cùng lúc mà có mấy cặp vật nhau ngoài cửa thành. Bấy giờ, có một cặp đang solo quyết thắng thua, thu hút không ít người vây xem. Nhưng so với tình cảnh bên Diệp Tu và Tô Mộc Tranh, cặp của họ quá nhỏ bé. Bên đây là hai đánh trăm, huống hồ còn là danh nhân lẫy lừng như quân mạc tiếu, thoáng chốc hút hết khán giả dẫn đến hai tên mang thù kia không có tâm trạng đánh tiếp hẹn nhau bu xem náo nhiệt rồi đánh sau náo nhiệt như vậy chính là cơ hội mà diệp tu tạo cho bánh bao xâm lấn trong thành không ít người vừa nghe tin đã ùn ùn kéo ra hóng hớt bánh bao xâm lấn nhận được tin của diệp tu cũng xem xét cơ hội còn giật dây hai ông bạn bên cạnh cả ba cuốn gói chen lẫn vào đám đông cũng chẳng phải bánh bao xâm lấn bị người bơ hoàn toàn có điều một trò chơi với góc nhìn ngôi thứ nhất như vinh quang không thể nhìn từ trên trời xuống cứ dòm thẳng vậy, id đi trên đầu nhân vật lẫn thành một đống, đủ mọi màu sắc, không thể nhận ra được gì. Người dõi mắt chăm chú vào bánh bao xâm lấn chỉ thấy bánh bao và hai tên sau lưng đột nhiên dẹp quầy đứng phát dậy, sau đó lủi vào dòng người, sau đó nữa, đứa nào là bánh bao xâm lấn. Không biết, không biết á, đám người dõi mắt vội đuổi theo vào dòng người, chuột điên cuồng bắn phá trong đám đông. Họ chợt hoài niệm những game online thời xa xưa, ví như World of Warcraft, những trò ấy đều có chức năng tên là dấu hiệu, chỉ cần đánh dấu lên nhân vật dù sen lẫn vào biển người đông đúc dấu hiệu trên đỉnh đầu vẫn sáng trói hơn người thoáng nhìn là nhận ra ngay góc nhìn cố định của vinh quang đã khó xác định mục tiêu trong game lại còn vứt luôn chức năng dấu hiệu giờ phút này hàng ngàn lời nguyền rủa quấn quanh đám người thiết kế cho vinh quang bánh bao xâm lấn trà trộn trong dòng người an toàn hành động theo kế hoạch vừa lao ra ngoài vừa nhìn quanh xem thử coi có đứa nào đặt tên gợi đòn để cậu ta nắm cổ tuần một trận không kết quả chẳng có ai dòng người vây xem loạn đến mức bánh bao xâm lấn cũng không phân nổi phương hướng, vì vậy không dám nhìn lung tung nữa, cắm đầu tiến về trước. Rốt cuộc, bánh bao xâm lấn thấy được quân Mạc Tiếu và Phong Sơ Yên Mộc đang đùa dỡn đám người công hội ở xa xa trước mặt, cả hai lưng đối lưng, nổ súng tư phía. Người chơi thuộc công hội thì vòng thành hai đường, xông lên từ trái phải kẹp cả hai người vào giữa, lúc này đang tiến hành co vòng vây lại. Lão đại, mấy anh bị bao vây, bánh bao xâm lấn chuẩn bị ra tay, ý, em ra rồi à, trốn được chưa, vậy kiếm chỗ không người đi đi, tụi anh cũng lẩn đây. Diệp Tu ung dung đáp, mươi 244, giết chết niềm tin. Nhóm người công hội cảm giác cả bọn đã kiềm chế được quân Mạc Tiếu và phong sơ yên mộc, vây quanh tiến hành rất thuận lợi. Diệp Tu bên này lại nhận được tin bánh bao xâm lấn đã chuồn thành công. Ngửa tay lại một phát pháo chống tăng, lực nổ mạnh mẽ hất bay hai tên đang tấn công trực diện. Đi, Diệp Tu bảo, vâng, Tô Mộc tranh đáp, Phong sơ yên một bình tĩnh phi pháo bay ngược ra. Quân mạc tiếu của Diệp Tu dùng thuật phân thân, người thật đã chờ cô ngay phía trước. Nhóm công hội bao trái bọc phải, lúc này đang co vòng vây lại, không ngờ hai đứa kia lại quyết lao ra. Hành động không hợp tác này làm mọi người tức giận vô cùng. Ánh đao ảnh kiếm đạn tung phép bay, hai bên trái phải đầy những kỹ năng tầm xa và chung dự định ngăn trở cả hai. Anh hy vọng chúng có tổ chức chút. Diệp Tu đồng cảm sâu sắc, mới là lạ, Tô Mộc Tranh nói, ha ha hoành tráng vô tổ chức thế này cũng thích lắm. Diệp Tu dứt lời, lại tránh thoát hai đòn công kích từ trái phải. Tuy không tránh hoàn toàn, nhưng cả hai đã tính toán hết rồi, những đòn bị đánh chúng không hề cản trở vị trí di chuyển, càng không uy hiếp đến tính mạng. Vì thế, lướt qua thân thể hai người, chiều bên trái bay về bên phải, chiều bên phải lại bay về bên trái. Đùng tô mộc tranh lồng tiếng, kết quả, cảnh hai người chờ mong cũng không xuất hiện. Các công hội trải qua chuyện hôm qua, có lẽ hiểu ra tầm quan trọng của việc hợp tác đoàn đội dù rằng trong lúc